Chú ý xem, hàng trăm nghìn thành viên của băng đảng Diều đang tập hợp. Chỉ vì trên giang hồ nổi danh bốn đại nữ quỷ đã không chịu nổi. Không ngờ bị một tên bảo vệ không biết sống chết chặn lại. Đại tỷ bước lên nâng cặp đùi thon thả, và đá thẳng vào mặt bảo vệ. Không ngờ bảo vệ chỉ nhẹ nhàng lùi lại tránh được. Muốn chơi sao, đội bảo vệ của chúng tôi chiều cô. Đội bảo vệ, tập hợp, đã rõ. Chờ đã, họ là, lên. Đây là Hàn Băng Trương của phái Côn Luân, Hỏa Truy Diễm phái Thanh Thành, Cước Ký của môn phái Tiêu Dao, Thất Thương Quyền của phái Không Đồ. Đệ tử xin bái kiến lão tổ, kinh mong lão tổ xuất sơn, trở về môn phái. Cái gì mà trở về môn phái? Ta làm bảo vệ đang rất tốt, dù Thiên Vương lão tử đến ta cũng không đi. Đúng vậy, ta ở đây uống trà, đàm đạo, hàng ngày vui vẻ biết bao, nào muốn trở về nữa. Theo đội trưởng Vương làm bảo vệ, tiết kiệm được trăm năm tu luyện. Một đám tiểu yêu, biến. Hóa ra chàng trai không hề đơn giản, còn về thân phận đó là gì, hiện tại tôi cũng chưa biết, anh em nào tò mò, có thể thích vào bình luận bên dưới. Tôi chỉ biết, tổ sư của bốn môn phái, đều rất tôn trọng anh ta, sẵn lòng làm tay sai cho anh, hoàng đế ngầm khi gặp anh ấy, cũng phải gọi anh một tiếng đội trưởng, ngay cả quốc sư mới nhậm chức, cũng rất tôn trọng anh ấy, nhưng một nhân vật lớn như vậy, lại mặc rất luộm thuộm, ở công ty của vợ làm bảo vệ. Hôm đó sau khi tan làm, chàng trai mang theo hai con cá, chuẩn bị về nhà cho vợ bất ngờ, nhưng chưa kịp vào nhà, anh nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong, hóa ra là em vợ, cùng với bố mẹ vợ, lại đến ép vợ ly hôn với anh, và bắt cô ấy lấy thiếu gia giàu có Lâm gia. Vì thế chàng trai quyết định nghe lén bên ngoài, anh muốn xem vợ mình thái độ ra sao, và vợ anh cũng không làm anh thất vọng, cô ấy tuyên bố dù có chết, cũng tuyệt đối không ly hôn với anh, và khẳng định sẽ bảo vệ chàng trai bằng mọi giá. Chàng trai nghe đến đây trong lòng cảm thấy ấm áp. Vì vậy anh mở cửa vui vẻ bước vào nhà, gia đình của vợ thấy chàng trai trở về, không chút khách sáo liền quay lưng rời đi. Tối đến chàng trai thấy vợ, ngồi trên giường với áp lực nặng nề, anh thề sẽ bảo vệ vợ mình. Hôm sau anh tìm đến bốn ông lão, yêu cầu họ điều tra người thừa kế Lâm gia, không ngờ phát hiện anh ta, là đệ tử của phái Thanh Thành. Tổ sư phái Thanh Thành thấy vậy vội vàng chạy đến, bắt đầu nịnh bợ chàng trai, đội trưởng, bắt đầu thôi. Quy định rõ ràng của nhà máy, cấm lửa trần, đội trưởng. Thằng nhóc đó thực sự là đệ tử ở phái Thanh Thành, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ nó. Chỉ là mức lương này, có thể không bị trừ không, phạt tạm thời ghi chép lại, nhưng nếu không giải quyết được hắn. 500 nhé, 500 sao? Được, cảm ơn đội trưởng, ta nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Alo. Tiểu lao tử, ta gia hạn cho ngươi nửa giờ, phải đến Giang Thành, nếu không chức vị trưởng môn của phái Thanh Thành, thì coi như không còn nữa. Chiến thần đại nhân đến. Đây chính là chiến thần, quả nhiên uy phong. Lâm chiến thần, ngài và Thanh Giao nhà chúng tôi, thật sự là trời sinh một đôi. Thanh Giao nhà chúng tôi sắp gả cho chiến thần đại nhân, vậy chúng tôi cũng được theo, lên thuyền lớn của Lâm gia chứ, sự thăng tiến của nhà chúng tôi, cũng sẽ sớm thành hiện thực. Đem lễ vật lên, chiến thần đại nhân Lâm Mạc, gửi tới cô Tô Thanh Giao, tiền mặt 100 triệu, một hộp vàng, một đôi vòng tay ngọc lục bảo, một chiếc Rolls Royce, một biệt thự tại núi Tử Vân. Đặc biệt làm lễ dạ ngõ, trời ơi, đây chính là sự rộng lượng của thần chiến tranh sao, chỉ riêng món quà cưới này thôi cũng có giá, chắc phải hơn 1 tỷ rồi nhỉ. Món quà nhỏ này không đáng kể, không biết Thanh Giao có sẵn lòng gả cho ta không? Sẵn lòng, tất nhiên là sẵn lòng rồi, có thể gả cho thần chiến tranh, đó là vinh dự của cả gia đình chúng tôi, đúng đúng. Nghe nói cô ấy đã kết hôn. Về điều này, Thanh Giao khi còn trẻ, bị một gã đàn ông tồi lừa gạt, nhưng giờ họ đã ly hôn rồi, hoàn toàn chấm dứt, đúng đúng, gã vô dụng đó, làm sao xứng với chị tôi chứ? Họ đã ly hôn từ lâu rồi, và chỉ có chiến thần, ngài mới là người xứng với chị tôi. Rất tốt, rất tốt. Vậy chúng ta hãy thỏa thuận về thời gian tổ chức tiệc đính hôn, dừng lại đi, không cần thảo luận nữa. Lâm Mạng, tôi sẽ nói thẳng, tôi chưa ly hôn với Vương Tường và sẽ không bao giờ cưới anh.
Sao chị chưa ly hôn với tên vô dụng đó? Hôm qua em không phải nói rõ với chị sao? Vương Tường. Chính là tên bảo vệ nhỏ, ở công ty cô đó sao? Đúng, vậy mà anh còn đến cầu hôn. Thế này nhé, mời hắn ra đây, xem hắn nghĩ gì, biết đâu. Hắn chủ động đề nghị ly hôn, gọi Vương Tường đến đây cho ta, không cần tìm nữa. Sao anh lại đến đây? Tập đoàn có quy định, khi gặp người không rõ thân phận xâm nhập, phải kịp thời ngăn chặn, và thẩm vấn, họ bao nhiêu người xông vào. Anh là đội trưởng đội bảo vệ, tất nhiên phải đi xem một chút. Đừng coi trọng mấy cái chuyện nhỏ nhặt, làm như thể chúng quan trọng lắm vậy. Ngươi chỉ là một bảo vệ cổng, những nơi như tòa nhà công ty, ngươi có quyền vào đâu? Biến ra ngoài, xin đừng hiểu lầm. Chính là bảo vệ này, luôn theo đuổi con gái tôi, không chịu buông tha. Thực ra con gái tôi đã muốn ly dị với hắn từ lâu. Vương Tường Đích, ta với tư cách là một giám đốc công ty, chính thức thông báo với ngươi, ngươi đã bị sa thải, ngay lập tức rời khỏi công ty, ngươi chính là Vương Tường Đích. Đúng vậy, một bảo vệ nhỏ, là một người chăm chỉ, luôn làm tròn trách nhiệm, không ngại khó khăn, một bảo vệ dũng cảm. Về nguồn gốc, ta thuộc về gia đình giàu có nhất Giang Thành, về địa vị, ta là chiến thần. Ở Giang Thành, dưới một người, trên vạn người, về thành tựu. Ta ở nước ngoài, đã giết địch và giành được nhiều chiến công. Ngươi dùng gì để đấu với ta? Dựa vào điều này, ngươi muốn tìm đến cái chết? Có chuyện gì vậy, tự ôm vợ mình, là vi phạm pháp luật sao? Ngươi chỉ là một kẻ độc thân, nhìn thấy người khác hôn vợ mình, cảm thấy không thoải mái phải không? Thật nực cười, im đi, dám hỗn xược với thần chiến tranh, thật là to gan, tên vô dụng kia, ngươi không được xúc phạm thần chiến tranh, ngươi có nghe nói không? Một cơn giận của thần chiến tranh là hàng ngàn xương khô. Còn không mau đi, cúi đầu xin lỗi Lâm chiến thần. Ngươi phải biết, sự giận dữ của thần chiến tranh không phải là thứ ngươi có thể chịu đựng được. Tên vô dụng, còn không mau quỳ xuống, xin lỗi thần chiến tranh, không thắng được ta trong lời nói, muốn dùng tay sao? Đến đây, đội bảo vệ của ta cũng không phải dạng vừa. Chậm lại một chút, ta là 7 lá, ngươi là 6 lá. Chỉ là một đội bảo vệ nhỏ, ngăn cản được ta sao? Ta nghĩ ngươi chỉ cứng đầu mà thôi, không ngờ còn bị điên nữa. Nhưng ông lão bên cửa kia, cộng lại cũng hơn 300 tuổi, cả ta còn không đánh lại được, sao ngăn cản được chiến thần, thật là một tên ngu ngốc, sức mạnh của chiến thần, không phải những kẻ phàm tục như các ngươi, có thể tưởng tượng được, các ngươi chỉ là ngăn cản vô ích, như chống lại bão với lá cây mà thôi. Vương Tường, sao ngươi không dẫn 4 người đó qua đây, tiện thể làm thêm cái va chạm nhỏ, lấy chút tiền viện phí, có thể chúng tôi vui vẻ, còn có thể cho thêm một ít. Đừng tỏ ra mình giỏi. Thay đổi ý kiến sao? Muốn lấy ta sao? Lâm Mạc, đừng tự cho mình là trong hàng ngũ chiến thần, là có thể làm mưa làm gió ở Giang Thành. Chẳng lẽ hôm nay còn có người đến cứu sao? Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia đã đến. Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, đây đều là các gia tộc lớn ở các tỉnh xung quanh. Hóa ra những người này là bí mật của cô sao? Đúng vậy, người ở Giang Thành quả thực có quyền lực ngút trời, nhưng họ đều là gia tộc ở Hải Thành. Hoàn toàn không cần phải sợ ngươi. Tốt, vậy chúng ta cùng xem. Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, hôm nay các người có thể đến, tôi rất biết ơn. Sao cô Tô lại nói vậy? Gia đình chúng ta là bạn bè hàng chục năm, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao tôi có thể đứng nhìn? Đúng, cô Tô những năm này luôn chăm sóc kinh doanh của chúng tôi, đã đến lúc báo đáp lại. Chỉ cần cô Tô ra lệnh, Triệu gia tôi sẽ chi tiền và sức lực, không từ chối bất cứ điều gì. Cảm ơn ba vị gia chủ, vợ, những người này cuối cùng có ổn không vậy? Đừng lo, hôm nay có ba vị đại gia này, dù Lâm Mạng có mạnh mẽ đến đâu cũng không dám làm loạn. Vậy xin ba vị gia chủ hãy giúp đỡ Thanh Giao, quyết định thay tôi. Chúc mừng Lâm Chiến Thần và cô Tô Thanh Giao kết nghĩa vợ chồng, thành đôi hoàn hảo. Triệu gia ở Hải Thành, đặc biệt gửi tặng một món quà nhỏ, mong được chấp nhận. Triệu thiếu, anh đang nói gì vậy? Hôm nay Lâm Chiến Thần đến cầu hôn với cô, tôi đến để gửi lời chúc mừng, không nói gì sai cả. Còn các người thì sao? Tiền gia ở Hải Thành chúc mừng Lâm Chiến Thần và cô Tô sống hạnh phúc mãi mãi, sớm sinh quý tử. Tôn gia ở Hải Thành chúc mừng Lâm Chiến Thần và cô Tô sống thọ trăm tuổi cùng nhau, phượng hoàng cùng hót. Các người phản bội lời hứa, tất cả các người đều nhận 20% cổ phần của Tô thị của tôi,
làm sao có thể thất hứa như vậy? Cổ phần đó là cô tự nguyện muốn cho chúng tôi không ép cô, và cũng không thật sự muốn lấy cổ phần của cô. Trong ngày vui này, chúng tôi đã biến số cổ phần đó thành quà tặng cho Lâm Chiến Thần. Bây giờ Lâm Chiến Thần sở hữu 60% cổ phần của Tô Thị, đã trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng dù sao hai người cũng sắp kết hôn, cổ phần trong tay ai cũng như nhau mà thôi. Các người thật sự đã lừa dối tôi, cô nghĩ họ là chỗ dựa sao? Thực ra tất cả đều là người của ta. Tô gia để cho một người phụ nữ như cô làm người cầm lái, đó là sai lầm lớn nhất, chỉ dựa vào vài thủ đoạn mà thôi, đã chuyển nhượng cổ phần cho chúng tôi, đơn giản là xem thường tài sản của Tô gia, như trò đùa vậy. Vì một tên bảo vệ, từ chối Lâm Chiến Thần, cô thật sự là trò cười cho mọi người. Con nói giờ phải làm sao? Ban đầu đã cướp lấy vị trí tổng giám đốc của tôi, nói là sẽ dẫn dắt tập đoàn lên đỉnh cao, nhìn xem bây giờ đi, ta thật là mù quáng. Sinh ra một thứ bại hoại như ngươi, dù thế nào, tôi cũng không bao giờ cưới hắn. Tô Thanh Giao, bây giờ ta là cổ đông lớn nhất của Tô Thị, nếu không đồng ý cưới ta, Tô gia sẽ phải trắng tay. Trắng tay sao? Tất cả tài sản của Tô gia đều nằm trong Tô Thị, nếu phải trắng tay thì, vậy tôi thậm chí không còn một đồng nào nữa. Lâm Chiến Thần, xin hãy bình tĩnh. Tập đoàn Vân Thăng là cứu cánh của gia đình chúng tôi, ngài bảo chúng tôi phải ra đi tay trắng, như bảo chúng tôi cả nhà đi chết. Chỉ còn đứng đó làm gì? Sao không đồng ý với yêu cầu của Lâm Chiến Thần? Bây giờ mạng sống của cả gia đình chúng ta, cả tên vô dụng này, đều nằm trong tay Lâm Chiến Thần. Cô Tô, tôi vẫn muốn cô bạn một câu, gả cho Lâm Chiến Thần, về nhà làm vợ, dạy con. Đó mới là sự lựa chọn phù hợp nhất với cô. Lâm Chiến Thần rộng lượng, đã cho cô cơ hội, sao không nhanh chóng đồng ý? Đúng, chúng ta ba gia đình cùng liên thủ, gia đình các người sẽ lập tức biến mất. Đứa con bất hiếu, uổng công ta tin tưởng cô, nền tảng trăm năm của Tô gia giờ hủy hoại trong tay cô. Nền tảng trăm năm của Tô gia giờ hủy hoại trong tay cô. Xin lỗi, em vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho anh. Đừng lo, anh ở đây, người của anh sắp tới. Người của anh, đúng. Nhưng không chắc người của Lão Dư có đáng tin cậy không? Ngươi không phải chỉ là một người gác cổng sao? Bảo an sao? Có thể mời ai đến được? Là người quét đường hay nhân viên vệ sinh nhỉ? Hay là người lau dọn toilet? Sắp chết đến nơi rồi, còn đứng đó giả vờ làm bề trên sao? Dám chơi ta sao? Ngươi đang tự tìm đến cái chết. Đây là đang đùa cợt đấy sao? Là lực lượng cứu viện ngươi mời đấy sao? Chẳng qua chỉ là một ông già thôi mà. Chuyện lớn đây, ông già này bị Lâm Chiến Thần tát một cái, đã cảm giác như sắp thở không nổi rồi, đừng có chết ở đây nhé. Lão Dư tìm đến một thứ gì thế này? Theo tôi thấy, ông già này chắc chắn sẽ gặp chuyện. Thật đáng tiếc, vì đã giúp một tên như hắn, không ngờ lại bỏ mạng ở đây. Mọi người ở đây đã thấy rõ, đứng nhầm phe thì phải trả giá. Hai tên kia, im miệng lại. Tên bất hiếu, không quỳ xuống sao? Sư phụ, đến đây. Ngoan. Dừng tay. Tên nghịch tử, ngươi đã làm mất mặt phái Thanh Thành, tất cả đều do ngươi. Không phải sư phụ. Cái gì không phải? Im miệng, không nói, không ai coi ngươi là câm. Lão già khốn kiếp. Hôm nay là một ngày vui của ta, ngươi đến đây là để phá đám sao? Thằng khốn, ngươi không bằng cầm thú, hôm nay ta phải giết ngươi mới được. Nếu không ta sẽ chết vì ngươi, chờ đã. Vợ ta sợ máu và nhát gan, nếu đánh thì đổi chỗ khác. Thành Giao, đi thôi, không sợ ngươi, thằng khốn, ngươi. Tôi không nghe nhầm chứ, vị trưởng môn của phái Thanh Thành lại nghe lời một nhân viên bảo vệ. Chắc chắn là tôi chưa tỉnh, chắc chắn là tôi đang mơ, điều này không hợp lý, chẳng lẽ người bảo vệ này có bí mật nào không thể nói? Sư phụ của Lâm Mạng, tại sao lại nghe lời anh thế? Đã nói rồi, là Lão Dư gọi cứu viện tới, tất nhiên phải nghe lời anh, chính là bốn ông già đó. Bốn ông già trong đội bảo vệ của chúng ta, họ rất là ngầu, anh cứ lừa em đi. Chuyện gì vậy, ngươi không phải là trưởng môn của phái Thanh Thành sao? Làm lại từ đầu đi.
Lão già. Ngươi già rồi, ta nói ngươi đấy. Ta đang ở độ tuổi sung mãn. Ngươi không thể đánh bại ta đâu. Gọi ngươi một tiếng sư phụ, là ta coi trọng ngươi. Nếu cứ thế này, không biết tôn trọng, thì đừng trách ta bất kính. Tên nghịch tử, uổng công ta ngày xưa cứu mạng ngươi. Uổng công dạy ngươi võ công. Thì đã sao, chỉ trách ngươi giả mắt mờ, có mắt như mù, dám cản đường ta, chết không oan. Ngươi. Lão này quả nhiên không đáng tin. Tô Thanh Giao, đến cả lão gia hỏa này cũng chết, tôi muốn xem ai còn dám cứu cô, bắt nạt kẻ yếu, kẻ bất kính với sư tổ, ngươi đang tìm đến cái chết, được. Tổ đội bảo vệ tập hợp, tuân lệnh. Nào con rùa nhận chiêu này. Không thể nào, làm sao có thể? Các người là ai chứ? Làm sao ta lại bị bốn ông già đánh bại? Tôi không nhìn nhầm chứ? Lâm thiếu thế mà thua, lại còn thua các ông già bảo vệ, điều này quá khó tin. Không đúng, tôi chắc chắn là đang mơ. Tôi cần tỉnh dậy ngay. Mấy con rùa này, đừng quên bọn ta là ai. Nếu không đánh thắng được thì bỏ đi. Đây là phái Thanh Thành, chiêu cầu lửa đã lâu không truyền. Chẳng lẽ mấy ông già bảo vệ là... Hôm nay coi như các ngươi giỏi, nhưng đừng quên, ta đã gia nhập Long Thần Điện. Chờ hai vị sư tổ của ta xuất quan, mối thù hôm nay ta sẽ trả gấp bội. Chúng ta đi thôi. Long Thần Điện. Sư tổ đệ tử bị ức hiếp. Vô dụng, học nghề không thành, kém người, còn mặt mũi nào kể lể với ta. Không không, sư tổ kia ông già đó, võ công thâm hậu không lường được. Hắn thậm chí đã sử dụng chiêu cầu lửa của phái Thanh Thành. Người chắc chứ, tôi chắc chắn, cùng với tên nhóc vô dụng kia. Có phải còn có bốn ông già nữa không? Sư tổ làm sao ông biết? Tốt lắm, bốn ông già vô dụng này, biến mất không dấu vết suốt 3 năm, không ngờ lại ẩn nấp ở Giang Thành. Lâm Mạng, ngươi đừng hoảng, ta sẽ xuống núi ngay, dẹp loạn bốn ông già kia, cho ngươi xem, vâng đệ tử sẽ chờ ở Giang Thành, chờ đợi sư tổ đến. Tô Tổng. Hôm nay làm sao có thời gian, đặt bữa tối với chúng ta đi, đúng thường thì chúng ta hẹn cậu, cậu luôn nói muốn ở bên chồng, sống cuộc sống gia đình. Để chúng tôi phải chờ đợi, sao vậy, hôm nay mặt trời lặn về phía Tây, các cậu. Hôm nay tôi có việc cần xin giúp, có việc gì vậy, tập đoàn Vân Thăng của tôi, bị Lâm Mạng chiếm đoạt quyền kiểm soát, hắn ta chuyển đi tất cả, tiền trong tài khoản của tôi, hiện tại tôi đang đối diện với khủng hoảng tài chính, tôi muốn vay một ít tiền, bao nhiêu tiền, ít nhất. 8.000 vạn, thôi rồi, cô cũng không, đến nỗi phải bán cả hai chúng ta, Thanh Giao, tôi có biết một người, có thể giúp được cô. Tĩnh Tĩnh, ở nơi này có đáng tin cậy không? Cậu không hiểu thì đừng nói lung tung. Hiện nay, có bao nhiêu giao dịch lớn, đều được đàm phán ở đây. Tại sao lại không đáng tin cậy? Hãy làm việc một cách chăm chỉ, không có chuyện gì đâu. Anh báo, Tĩnh Tĩnh, anh báo lâu rồi không gặp. Đến đây đi. Nói đi, cô gặp tôi là có chuyện gì? Anh báo có một người bạn của tôi, muốn vay tiền của anh. Vay tiền, là nam hay nữ, xinh đẹp không? Chào anh báo, tôi là Tô Thanh Giao, hôm nay đến gặp anh, là vì muốn vay 28 triệu. Xinh đẹp như vậy, muốn vay bao nhiêu tiền cũng được mà, chậm gì đấy mau gọi cô ấy đến. Được rồi. Không sao đâu, không có gì, nhanh lên. Thế thì cảm ơn anh báo nhé, không biết lãi suất của chúng ta là bao nhiêu? Tôi và Tĩnh Tĩnh là bạn bè, lãi suất thì quá lạ lùng. Thanh Giao, cô thấy tôi nói đúng phải không? Anh báo là người tốt. Vậy thì tôi cảm ơn rất nhiều. Đừng vội cảm ơn tôi trước, thà chúng ta chơi một trò chơi. Nếu thắng tôi sẽ cho cô mượn tiền. Thế sao, trò chơi gì? Dĩ nhiên là một trò chơi cho người trưởng thành.
Cô vào đêm nay, chỉ cần phục vụ tôi và hai người của tôi. Sáng mai tôi sẽ chuyển tiền được không? Thô tục và hèn nhát. Tôi không cho cô mượn tiền nữa. Đồ khốn nạn, tôi không muốn mượn tiền nữa. Lãnh thổ của tôi châu Á báo. Cô nghĩ có thể đi dễ dàng sao? Anh muốn làm gì? Anh báo. Tôi xin lỗi anh thay cho cô ấy. Anh thông cảm nhé, tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa. Im miệng, tĩnh tĩnh. Hai cô, tôi nghĩ không cần nhiều lời đâu. Anh báo. Đến đây. Chơi cả ba chắc sẽ sướng lắm. Tránh ra. Tôi muốn gọi điện cho người yêu tôi. Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Gọi đi đừng làm mất thời gian. Tôi muốn người yêu cô nhìn thấy. Tôi làm gì với bạn gái của hắn ta? Alo anh, em đang ở Hoàng Cung đêm. Bị người ta bắt nạt. Anh mau đến đây. Tôi nói với anh, bạn trai tôi đang làm việc ở Phủ Thành. Anh ấy sẽ đến ngay. Anh chuẩn tinh thần đi. Tôi sợ quá. Còn ai chưa gọi thì gọi nốt đi. Tôi thích kiểu này nhất. Các cô hãy gọi nhanh lên đi. Vương Tường, anh đến Hoàng Cung đêm một chuyến. Em gặp một chút rắc rối. Đúng rồi, đem bốn ông bảo vệ đó đi cùng anh. Bốn ông bảo vệ đó? Đây là trò mới này là gì nữa? Anh yêu, ai dám làm phiền em yêu của anh? Anh cuối cùng cũng đến rồi. Tôi nói với các người biết, người yêu của tôi là thủ lĩnh đội ngũ gác cung của thành chủ. Anh ấy sẽ bắt tất cả các người. Em yêu đừng lo lắng. Có anh đây, tất cả tên cặn bã sẽ sợ hãi. Anh yêu của em đẹp trai quá. Thanh Giao, cậu vừa gọi điện thoại, nói chồng cậu đến đúng không? Tại sao anh ta vẫn chưa đến? Chắc là anh ta không dám đến. Chắc là anh ta sợ không dám đến cứu cô. Các cô thật sự thích trò này. Các cô nghĩ rằng tên nhóc này có thể cứu các cô sao? Ngươi nói ai là tên nhóc? Anh yêu. Ngươi dám tấn công thủ quỹ trưởng của phủ thành chủ, một thủ quỹ nhỏ bé của phủ thành chủ, tôi đánh thì cũng chẳng sao cả. Các người là ai? Thủ quỹ trưởng của phủ thành chủ, các người cũng dám động, biết hậu quả là gì không? Đã nghe về Chu A Bảo chưa? Gì cơ, anh là Chu A Bảo sao? Hoàng đế ngầm của ba tỉnh Đông Nam, ông chủ của ta là ông Quách. Chu A Bảo, bậc ca. Cũng có chút hiểu biết đấy, biết tên ông chủ của ta. Bảo ca, đây là một hiểu lầm thôi, chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu. Đều là nó đào hoa vô cùng, ai cũng là chồng, luôn bắt nạt tôi đã muốn chia tay từ lâu. Bảo ca, chuyện này, thực sự không liên quan đến tôi, Vương Khải Thành, sao có thể như vậy? Im đi, Bảo ca muốn xử lý cô thế nào? Phải nhìn vào tâm trạng của Bảo ca có phải là Vương Khải Thành, chết tiệt anh sẽ không có hạnh phúc, hết rồi, bây giờ thật sự hết rồi. Hắn ta thực sự là người của anh Quách. Không chừng bây giờ, không ai có thể cứu chúng ta nữa. Tránh sang một bên, xem ta sẽ làm thế nào với ba người này. Tuân lệnh, anh bảo mạnh mẽ, anh bảo oai phong, anh bảo hung dữ. Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh, thưởng thức nghiêm túc. Tránh ra. Chồng cứu em. Ngươi chính là chồng cô ta, vừa đúng lúc ta sẽ để ngươi xem, cái gọi là sâu hiếp dâm vợ của người khác, đảm bảo hấp dẫn, ta thấy ngươi không muốn sống nữa, người đâu đập gã này cho ta. Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi biết ông chủ ta là ai không? Hôm nay dù là thiên vương tới, cũng không cứu được ngươi đâu, mấy người mau gọi cho ông chủ cho ta, yêu cầu ông chủ đến cứu ta. Khi ông chủ đến, ngươi sẽ biết sự kiêu ngạo của mình, thê thảm thế nào. Ta sẽ khiến ngươi nhìn thấy, ta làm cho vợ ngươi, máu chảy ròng ròng, van xin thảm thiết. Là ai to gan, dám đụng đến người của ta? Ông chủ nhìn hắn đây này, nhìn tên khốn này, nó đá gã gãy chân tôi, và đập dụng mấy cái răng của tôi ra rồi, không nói tên ta sao? Tôi đã nói rồi, nhưng tên khốn này cứ không nghe theo. Hắn còn nói muốn đánh ông nữa đấy. Hắn còn nói muốn vặn đầu ông ra, như một chiếc bình tiểu đấy. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta không hề nói những điều đó. Có vẻ thú vị, lão tử đã điều hành ba tỉnh Đông Nam. Vẫn không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Tên khốn, hôm nay mày phải chết. Ngươi có giỏi đánh nhau không? Nếu dám hay đến đây, đánh với lão tử vài cú. Được. Đội trưởng Vương.
Võ Sư Lão đại hắn ta, hắn chỉ là đội trưởng bảo vệ. Tôi với ông Quách, thậm chí còn là người mà thống đốc cũng phải kính trọng ba phần. Ngươi sắp chết rồi. Ông chủ, ngươi mới chết đấy, sao lại đánh tôi? Tôi chỉ đang nói giúp ông thôi. Vừa nãy ông nói muốn đánh một trận sao? Không, không đâu, tôi chỉ nói muốn đâm hắn vài nhát. Ông chủ, sao ông lại động thủ vậy? Tên này cưỡng bức phụ nữ, làm ngơ trước pháp luật, chắc chắn là ông Quách ngươi ở phía sau ủng hộ. Tên khốn này luôn lấy danh tiếng của ta hoạt động trái phép bên ngoài, danh tiếng lão tử là bị ngươi làm mất. Người đâu mang hắn ra xử lý theo pháp luật. Chờ đã. Được rồi, bây giờ có thể đưa ra người xử lý, kéo ra ngoài. Tên này lại làm ra chuyện thế này, thật là không biết điều, tôi xin lỗi. Hôm nay đã làm mấy cô bị kinh sợ, thật lòng xin lỗi, tôi sẵn lòng trả 80 triệu. Được, 80 triệu, không, 1 tỷ làm bồi thường, hy vọng có thể tha thứ cho tôi. Tôi không nghe nhầm chứ, ông Quách ở ba tỉnh phía Đông Nam sao? Hoàng đế ngầm, thậm chí đã xin lỗi chúng ta, ông ta vừa rồi còn cúi đầu với anh ta nữa chứ. Có vẻ như hoàng đế ngầm này khá dễ gần phải không? Có lẽ đây mới là sự rộng lượng của một người oai hùng. Vợ ơi, làm em sợ rồi, em về nghỉ trước đi. Anh chờ người của cảnh sát tuần tra để hoàn tất. Từ khi nào mà kỹ năng của anh tốt vậy? Trưởng nhóm bảo vệ cũng có một chút tài năng, chỉ là thường các anh đều ở trong, không có cơ hội thể hiện. Được rồi, vậy em về trước nhé. Được, đi thôi. Quách Phong thường hân hạnh khi gặp đội trưởng Vương. Lão Quách, gần đây ông thật là mạnh mẽ. Không, không, thực ra tôi vẫn muốn cùng anh làm một bữa. Thế không được đâu, khi làm bảo vệ, uống rượu lại đánh bài, ảnh hưởng quá tồi tệ. Nhưng giờ tôi đã sửa đổi hành vi rồi, sau này nói, tôi có việc cần ông. Gần đây Long Thần Điện muốn gây rắc rối với đội bảo vệ. Ông đi mời đội bảo vệ, nói rằng tôi muốn họ giúp đỡ đội bảo vệ chiến đấu với Long Thần Điện. Cảnh tượng này nghĩ đến cũng thú vị. Vậy tôi sẽ làm việc này nhanh chóng. Điều đó đương nhiên rồi. Tuyệt quá, tôi đi ngay bây giờ. Anh em chúng ta lại gặp nhau rồi. Tạm biệt. Vợ, đi đâu vậy? Lâm Mạng sai tứ đại gia tộc, ý đồ xấu mua lại tập đoàn. Ông nội gọi em đến thảo luận. Anh đi cùng với em. Anh không hiểu, anh đi làm gì. Nhưng nếu lại xảy ra sự việc đêm qua, phải làm sao? Đi thôi. Ông nội, Tô Thanh Giao, tập đoàn Vân Thăng con tự thành lập, ta có thể không quan tâm, nhưng các ngành khác của Tô gia, đó là thành quả của nhiều thế hệ Tô gia vất vả lao động để xây dựng lên, ta đã trực tiếp trao nó cho con, còn đáp trả ta thế này sao? Không giữ được tài sản, đúng là lỗi của con sẽ tự chịu trách nhiệm. Ông nội cứ việc phạt con bé phá ra, quỳ xuống cho ta. Chỉ là cổ phần bị mua lại, chuyện nhỏ có thể chờ một chút, họ chỉ giao dịch cổ phần rồi sẽ trở lại. Anh Đại, con rể bảo vệ nhà anh, thật có trí tưởng tượng xa vời. Vương Tường, cậu là bảo vệ nhỏ, hiểu gì chứ? Đây là một cuộc thâu tóm trên thị trường vốn, mục đích của họ chính là muốn kiểm soát công ty của ta. Cậu nghĩ đó là trò chơi của trẻ con sao? Nói tóm lại, tai họa này là do cậu, chính cậu đã gây ra. Cậu còn nói nhảm cái gì? Không hiểu thì đừng nói lung tung. Điều này thực sự không đáng kể, đội bảo vệ của tôi có thể xử lý. Alo, thông báo cho các đại gia tộc, số cổ phần mà họ mua lại, trả lại, ngay lập tức. Đủ rồi, đây là hội đồng quản trị của Tô gia, mọi hành động đều phải có giới hạn. Tô Thanh Giao, hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc của con. Thanh Giao chấp nhận hình phạt, tôi cũng không quan tâm. Đồng thời, chúng tôi quyết định tổng giám đốc mới của tập đoàn Tô gia sẽ là Lâm Mạng. Cái gì? Ông nội, ông điên sao? Kẻ chủ mưu hãm hại tập đoàn Tô thị chính là Lâm Mạng. Ông để ông ta làm tổng giám đốc, chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Tô Thanh Giao, hãy chú ý cách cư xử. Cô hiện là tội đồ của Tô thị, không có quyền nghi ngờ quyết định của chúng tôi. Đúng vậy, dù Lâm tổng đã cố tình mua lại Tô thị một cách ác ý, nhưng đã cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào Tô thị của chúng tôi. Vị trí tổng giám đốc này, anh ta xứng đáng với nó. Hãy chào mừng tổng giám đốc mới của tập đoàn Tô thị, Lâm Mạng.
anh trai, họ gọi anh đấy, đợi chút, tôi hỏi này, anh vừa nói, tên Vương Tường cũng ở đó, đúng vậy, anh ấy đi cùng với Tô Thanh Giao. Chẳng lẽ, bốn ông già bên cạnh anh ấy, cũng ở đó, không phải vậy đâu, chỉ có Vương Tường và Tô Thiên Giao. Vậy thì tốt. Điều này tức là để họ thoát khỏi hiểm nguy, có hiểu không? Nếu họ trực tiếp đến, chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Đi thôi. Anh vào lại, xác nhận lần nữa, có đang ở trong không? Tôi sợ bị tấn công bất ngờ, tôi cần chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh lên. Vâng. Anh trai đã xác định rồi, bốn ông già thật sự không có ở trong. Đi thôi, những gì các người vừa nói không sai. Tài sản của Tô gia, tất cả đều nằm trong tay tôi, nhưng Lâm Mạng tôi, không phải là người tham tiền bạc, chỉ cần đồng ý điều kiện của tôi, tất cả tài sản của Tô gia, tôi sẽ trả cho các người. Alo, chuyện gì, tứ đại gia tộc đã trả lại cổ phần của chúng tôi. Tôi đã nói từ giàu rồi, họ sẽ tự trả lại cổ phiếu của họ. Vương Tường, ngươi là một tên bảo vệ, ở đấy giao ai, không nghe Lâm Thiếu nói gì hả? Anh ấy nói là, trả lại cổ phiếu, đó là ân huệ của Lâm Thiếu. Lâm Thiếu, các người đã làm việc này à? Không phải. Có lẽ là Lão Triệu đã làm, ông ta khá tinh danh đấy, chưa nói gì đã hiểu ý rồi, rất có thể là vậy, có khả năng lớn là, những người của gia tộc lớn. Mọi người ở đây đều tinh thông, rất giỏi việc hiểu rõ ưu thế. Khá là thú vị, về làm thêm ít đùi gà cho họ. Vâng. Sự chân thành của tôi, mọi người đều thấy rồi. Bây giờ hãy nói về các điều kiện của tôi. Các điều kiện của tôi rất đơn giản. Đầu tiên, Thanh Giao và Vương Tường ly hôn. Thứ hai, Thanh Giao kết hôn với tôi. Thứ ba, bàn giao Vương Tường cho tôi để xử lý. Ba điều kiện này, miễn là mọi người đồng ý, tôi sẽ trả lại cổ phần của Tô gia, toàn bộ, như một phần của hôn lễ, tiền đồ của tiểu thư Tô gia. Anh đang mơ giữa ban ngày. Mơ hay không? Tùy đi vào người trong gia đình cô, nói gì thôi, Tô Thanh Giao, dưới danh nghĩa tổ trưởng Tô gia. Mệnh lệnh cô và Vương Tường, ly hôn ngay lập tức. Đúng rồi con gái, bây giờ chỉ có Lâm Thiếu, mới có thể cứu được Tô gia. Con hãy đồng ý đi. Đúng vậy Thanh Giao, bây giờ không phải là chuyện của con nữa, liên quan toàn bộ Tô gia đấy, con không nên từ chối. Lâm Mạng đã nên biết, chuyện hôn nhân của tôi có thể quyết định, tôi sẽ không nghe ai khác. Được, Tô Thanh Giao, hôm nay bốn ông già đó không có, không ai có thể bảo vệ được cô, ngay cả khi hôm nay tôi ép buộc cô cũng không thể làm gì được, chồng cô. Hắn ta có thể làm gì được? Vương Tường, ngươi đang làm gì vậy? Ai đang gọi bọn ta là bọn già vậy? Tất cả đứng dậy cho ta. Mời. Em ngồi đi. Tôi đã thay đổi ý kiến. Tôi nghĩ chúng ta nên để lần đầu cho buổi tối trăng mật, đẹp hơn với ánh nến. Tứ đại gia chủ đã đến. Đây là gia chủ của tứ đại gia tộc ở Nam Tỉnh. Tô gia của tôi đã có gì xứng đáng mà khiến tứ đại gia tộc đến tham dự trực tiếp? Chắc là họ đến để hòa giải với chúng ta. Chúng ta vẫn còn lợi thế nhờ sự hỗ trợ của Lâm Thiếu. Cảm ơn Lâm Thiếu nhiều. Rất may có Lâm Thiếu. Họ đã được anh mời đến đây, không phải chúng tôi mời. Tôi hiểu rồi. Chắc là họ thấy anh cần hỗ trợ nên họ tự giác đến đây. Đúng là họ đoán rất đúng. Họ đã đoán quá đúng, chắc chắn đã trở nên tinh danh rồi. Tôi là Triệu Vĩnh Thắng, đại biểu cho bốn gia tộc lớn. Về việc thâu tóm ác ý gần đây cổ phần của tập đoàn Tô gia, đặc biệt xin lỗi ông Tô chủ nhân Triệu. Anh nói gì đấy? Ông già như tôi không thể chịu đựng được. Đúng là sức mạnh của Lâm Thiếu Giang Thành thật là mạnh mẽ, đã khiến bốn gia tộc lớn phải cúi đầu xin lỗi. Đúng đấy, thật sự là quá mạnh mẽ. Sau này anh ấy sẽ là con rể, tôi sẽ là mẹ vợ của anh ấy. Thật đấy, nhớ lại thấy vui quá. Sau này có sự giúp đỡ của Lâm Thiếu, Tô gia của chúng tôi sẽ phát triển vượt bậc, lắm trong tầm tay.
tôi thay mặt cho bốn gia đình lớn. Đặc biệt xin lỗi cô Tô, chúng tôi tặng một món quà. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúc cô Tô hạnh phúc trong hôn nhân và cuộc sống viên mãn, tất tốt. Các người khá là lịch sự, các người thậm chí còn biết tặng quà cưới cho hôn thê của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ chăm sóc cho Tô Thanh Giao thật tốt. Tiếp theo, có một vấn đề quan trọng mà bốn gia đình lớn của chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố, bốn gia đình lớn của chúng tôi chấm dứt mọi mối quan hệ với Lâm Mạng, không còn giao thiệp nữa. Chấm dứt mọi mối quan hệ với Lâm Thiếu. Đây là vở kịch nào thế? Các người muốn chống lại tôi sao? Đúng vậy, Lâm Mạng ngươi đê tiện không đáng sống, đạo đức sa sút, bốn gia tộc lớn làm sao có thể phục tùng loại như ngươi? Các ngươi có biết hậu quả mà chống lại ta không? Lâm Mạng, dù ngươi là thần chiến tranh, nhưng bọn ta không sợ đâu. Bọn ta sẽ cùng nhau quyết định, ngài vương cùng tiến cùng lùi, tôn trọng ngài vương là trên hết. Làm sao lại có thêm? Ngài vương là ai vậy? Kính bạch ngài vương. Thiếu phu nhân Lâm, các người sao lại quỳ trước hắn ta vậy? Tất cả đứng dậy đi. Con rùa, ta hỏi lại ngươi lần cuối. Còn không? Còn, tôi còn, đúng rồi. Còn, tôi còn, tôi còn. Con thỏ, ta hỏi ngươi. Còn không? Còn. Còn không? Tôi còn. Cổ phiếu còn không? Dừng lại, dừng lại, tôi còn. Tôi vẫn còn. Còn là đúng. Còn không? Hả? Ngươi điên sao, lại cúi đầu trước một bảo vệ. Vương Tường, mọi lúc mọi nơi ngươi lại phản đối ta, giờ lại đào mồi của ta. Ngươi nghĩ ta Lâm Mạng dễ bị bắt nạt sao? Nói thật. Thật ra ngươi khá yếu đuối. Hôm nay ta sẽ để ngươi nhìn thấy, nhìn thấy sức mạnh của thầy ta. Đệ tử Lâm Mạng, kính chào sư tổ. Sư tổ, bốn lão già bẩn thỉu, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. 3 năm rồi đấy, hôm nay chính là ngày của ta. Khi thời khắc xóa nhục, bốn ông bảo vệ dưới tay anh, còn biết, Thanh Long và Bạch Hổ chiến thần. Phải hỏi lão dư. Sư tổ, ông có biết bốn lão già không? Ta làm sao có thể không biết? 3 năm trước bốn lão giả đó, khi Long Vương đóng cửa, khi ta và sư tổ Bạch Hổ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, bốn lão giả đã tấn công đền thần Long. Cái gì? Họ đã cướp hết tài sản của bọn ta, phá hủy cửa đền của bọn ta. Họ đã đốt cháy tạo ra hỏa hoạn, gần mấy chục năm tích lũy. Một lời dối trá, các ngươi quá phóng đại rồi. Từ khi Long Thần Điện được thành lập, chưa bao giờ bị bôi nhọ như vậy. Những gì họ nói là đúng. Cô Tô, cô không được tin lời nói của họ. Đúng rồi cô Tô, Long Thần Điện đấy. Mặc dù bên ngoài là một tổ chức công bằng, nhưng bên trong là áo mặc nước hoa. Những năm qua họ đã làm nhiều chuyện đáng trách. Mấy anh em tôi cũng, trừ ma phục thánh, sát nhục lợi nghèo mạng, những khoản tiền chúng tôi lấy lại đã được quyên góp cho vùng núi. Công việc từ thiện đã được thực hiện. Nói nhiều cũng không giúp gì. Bốn các ngươi, nếu bây giờ các ngươi quỳ xuống khiến ta thấy 3 vạn lần, có lẽ ta có thể để lại nguyên vẹn thi thể các ngươi. Này lão giả tóc bạc, chưa bị đánh bao giờ, mà ngươi đã tự tin như vậy, còn muốn giết ta. Các ngươi đừng thấy lợi về lời nói. Lúc trước các ngươi tấn công bất ngờ, không phải vì sợ hãi võ công của ta và sư tổ. Nếu đối mặt trực diện, các ngươi không có cửa chiến thắng. Đệ tử ít nói với chúng, mối thù này, ta đã chờ đợi 3 năm rồi, thêm một giây nữa ta cũng không thể chịu được. Hai sư tổ nhanh chóng ra tay đi. Hãy chết đi. Hai sư tổ, thật không thể tin được, chỉ trong vòng 3 năm, làm thế nào mà sức mạnh của các người, đến mức có thể chống lại ta, đánh một cú mạnh từ hai bên, có phải trong những năm qua, các người đã gặp phải điều gì không? Có thể nói là một kỳ diệu, nhưng sự căm ghét giữa các người, không liên quan đến ta, những bí mật của các ngươi, ta không quan tâm, đừng nhìn ta, tên nhóc này, dù cho sức mạnh của các người đã tăng lên, cũng chỉ có thể làm được vậy thôi. Long Thần Điện của ta có hàng nghìn chiến thần, và còn có Long Vương đang trấn áp. Sức mạnh của họ không thể đo lường được. Các ngươi không có cửa chiến thắng. Vào ngày Long Vương xuất quan, sẽ là ngày các ngươi kết thúc cuộc đời.
nhưng ta sẽ để các ngươi sống thêm một thời gian. Vương Tường, đó là danh dự của các ngươi. Các ngươi cứ chờ đấy. Tô Thanh Giao, tôi sẽ quay lại. Chúng ta đi. Sử Tổ. Các ngươi đợi đấy. Dừng lại đi. Long Vương đó chính là huyền thoại đã điều khiển cả đại hạ. Không có trận thua nào một huyền thoại. Chúng ta đã làm tổn thương Long Vương rồi. Làm sao giải quyết được đây? Thảm rồi. Tô gia này đã hoàn toàn. Không còn cách nào, đừng hoảng loạn. Tôi sẽ có cách. Tôi sẽ đi tìm Vân Ý. Cô ấy là tiểu thư Trịnh gia ở Thượng Kinh. Trịnh gia một gia tộc lớn, có quan hệ thân thiết với triều đình. Tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay bây giờ. Cô Tô tiểu thư Trịnh đã đến. Vân Ý, các người xuống trước đi. Cô Tô chúng tôi cũng ra nhé. Giao Giao. Đã qua nhiều năm rồi, cơ thể cô vẫn thơm như vậy. Cho tôi hôn một cái đi. Được rồi, chồng tôi vẫn ở đây đây. Tôi sẽ giới thiệu anh ấy cho cô. Tôi biết anh ta, Vương Tường một bảo vệ nhỏ mọn, cuối cùng làm cho cô uống. Loại thuốc mê gì thế? Nếu không phải lúc đó tôi đang ở nước ngoài bận rộn, tôi nhất định không để cô lấy anh ta. Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy anh ấy khá tốt. Được rồi, chúng ta nói về việc chính. Tôi đã tổ chức một buổi họp lớp. Cô còn nhớ Trương Tử Hào không? Trương Tử Hào? Có. Người đàn ông giàu có đó sao? Người được phong làm thầy quốc gia một thời gian trước, mời anh ta giúp đỡ làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa anh và vua rồng. Vân Ý, cô tốt thật đấy. Tôi sẽ đi đón cô ngay bây giờ. Đi, chồng em chúng ta đi trước nhé. Được. Anh Vương, tôi vừa liên lạc với Trương Chiến. Anh đoán xem, giờ đây hắn ta đã trở thành thái sư, người có quyền lực cao như vậy. Tôi đã yêu cầu hắn ta đến Giang Thành, để chúng ta có thêm sức mạnh. Thái sư mới là Trương Chiến. Xin chào người đẹp, lâu không gặp nhau đấy. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay tụ họp bạn cũ, tôi viết một bài thơ. Dừng, nướng được chưa những ngày học? Chỉ có hai cậu mới là kẻ mọn nhất. Tốt nghiệp rồi vẫn thế, tìm sự cứu rỗi, mọi người đều kín mồm, nói chuyện cùng khi ăn. Lục Lạc, nhà hàng cậu tìm không được đâu. Một cách hoàn hảo, bay vào đây hai con ruồi. Dân Ran, thực sự làm người ta khó chịu. Lỗi của tôi. Hàn Kiết, hãy thử thức ăn hôm nay, xem có hợp khẩu vị của cô không. Món này cũng tạm được đấy, chẳng hạn con gà này không tồi, thần kỳ như Thạch Lựu Long Phượng cũng không bằng nó. Có câu cũ mà nói sao nhỉ, con phượng rơi xuống đất này nó không bằng con gà đâu. Cô nghĩ thế phải không Thanh Giao? Đến ăn một cái đùi gà đi. Trương Tử Hào, cậu biến đổi như vậy tôi không thể nhận ra cậu nữa. Thật ra chú cứu thế vừa mới được phong làm thái sư thời nay, bây giờ Trương Tử Hào giá trị không thể nói, cô không nhận ra cũng bình thường. Chắc cô là, tôi và Trương Tử Hào đã đính hôn rồi. Vậy sao chúc mừng cô? Lục Lạc, món cá cậu chọn không ổn chút nào. Hấp cá hổng, đầu chuột cơ bắp chuột, tầm ngắn duy đồng. Lúc trước có thể thành công lớn đấy, nhưng kết quả vì tự cao tự đại mà không nắm bắt cơ hội, cuối cùng lại trở thành một món ăn trên bàn. Cậu nghĩ là buồn cười không? Thực sự là buồn cười. Tình hình của cậu hiện giờ sao? Mặc dù cậu từng từ chối lời tỏ tình của tôi, nhưng suốt những năm qua, tôi vẫn nhớ đến cậu. Tôi đang ổn đấy. Con ngan nướng này thậm chí còn tệ hơn, đã chết không thể chết thêm được nữa. Miệng vẫn cứ cứng nhắc như thế, làm người ta ăn sao được. Phục vụ, cho tôi hủy món con ngan này đi. Cô đang chửi ai mà lại lạnh lùng đến thế? Vân Ý, tôi đang thảo luận về món ăn, tôi không chửi ai cả. Chồng yêu, tại sao bây giờ tham gia họp lớp, lại không cho em nói chuyện vậy? Dù là Vân Ý, con gái của Trịnh gia ở thủ đô, cũng không thể bắt nạt em. Không có gì đâu, có anh đây, họ không dám bắt nạt em đâu. Bây giờ không giống như ngày xưa đâu. Những cô gái này, gái nhà giàu đó sao? Bây giờ cũng phải nhìn mặt chúng ta. Đi thôi. Cô quên ngày hôm nay, điều gì mà chúng ta đến đây? Bây giờ chỉ có ông của Tử Hào mới có thể giúp được cô. Nhỏ nhặt khiến mắt lớn, nhanh ngồi xuống. Tử Hào chúng ta là bạn cùng lớp mà, có chuyện gì tôi nói thẳng ra.
Thanh Giao đã làm tổn thương Long Thần Điện. Tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ cô ấy. Tô Thanh Giao, khi cô từ chối tôi lúc trước, chắc không ngờ sẽ có ngày này phải không? Thanh Giao, nói thế này, tôi cũng phải cảm ơn cô một cách đúng đắn. Nếu như lúc đầu, cô không từ chối Tự Hào, tôi sẽ không có ngày hôm nay, trong những ngày rực rỡ như vậy. Vậy cậu có giúp đỡ hay không? Làm sao lại cấp tốc như vậy? Tôi không giấu cô, ba tôi quốc sư mới được bổ nhiệm, hiện đang ở trong khách sạn này. Cái gì? Ba cậu là quốc sư? Đúng vậy, ba tôi, lần này đi với trang phục giản dị, mục đích là đến Giang Thành, tìm một người bí ẩn. Nếu có sự giúp đỡ của người này, thậm chí cả Long Thần Điện, cũng chỉ là nhỏ bé thôi, liệu ông có thể giúp đỡ không? Hãy giới thiệu người này cho tôi đi. Tôi nghĩ có thể được, nhưng cô biết đấy, khi cô nhờ vả cô ơn có, thái độ của người nhờ vả. Phục vụ mang ra đồ uống. Lão Quách, tại sao anh lại kéo tôi tới đây? Đội trưởng Vương, Lão Trường đã đến, bây giờ ông ấy là cố vấn quốc gia. Với vị thế cao và quyền lực lớn, ông ấy không tiện đến thăm cậu, vì vậy ông ấy nhờ tôi mời cậu đến khách sạn này, chẳng qua là một cố vấn quốc gia thôi mà. Sao vậy? Ông ấy còn tỏ ra cao ngạo nữa. Kệ ông ấy đi, chúng ta đi thôi. Đội trưởng Vương, cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu. Đội trưởng bảo vệ, Trương Chiến, bái kiến, đội trưởng Vương. Lão Trương, gần đây ông có vẻ được thăng chức cao lắm nhỉ? Tôi không dám, không dám. Lão Dư, Lão Trương, lâu quá không gặp, lâu quá không gặp. Anh em tôi thực sự ngưỡng mộ anh, có thể luôn ở bên cạnh đội trưởng. Cậu ngốc này, năm đó nếu không phải vì anh lấy lương, đi đến tiệm rửa chân tìm em gái, đội trưởng làm sao lại sa thải anh? Lão Dư à, đánh người không đánh mặt, có thể không nhắc đến chuyện đó được không? Làm sao dám đánh mặt anh? Lão Trương, gần đây mặt anh chức cao lắm phải không? Vương trưởng, ông nói vậy, thực sự làm tôi xấu hổ. Nếu năm đó không phải ông nhận nuôi tôi, làm sao tôi có thể luyện được tuyệt thế võ công, đâu có cơ hội một bước lên mây, nhận được sự đánh giá cao của quốc chủ. Mọi thứ tôi có hôm nay, đều là nhờ đội trưởng Vương cả. Mới nói anh vài câu, mà anh lại làm thế rồi. Đội trưởng, ồ đúng rồi, lúc tôi mới lên đây, có vẻ như tôi thấy sở tổng đang tổ chức cái gì đó, hội nghị cựu sinh viên, ồ đúng. Vậy các anh tiếp tục nói chuyện, tôi đi xem một chút. Được rồi, được. Đội trưởng, này, bây giờ anh làm quốc sư rồi, còn đi tiệm giặt chân, tìm em gái nữa không? Vẫn cứ giả vờ với tôi, đến đây, Tô Thanh Giao đợi một lát, rượu sẽ được mang lên. Em cứ rót đầy cho tôi, cùng anh ta uống một ly, mọi thứ đều dễ nói. Tôi mang vào là được. Hàn Kiết, cô đừng quá đáng nhé. Quá đáng ở đâu, nếu cô ấy chỉ cần nói một câu, chúng ta phải theo ý cô ấy, vậy chúng ta không phải mất mặt lắm sao? Ôi, rượu đây rồi, cậu bé rót rượu, lên sân khấu thôi. Anh xã, Vương Tường, sao anh ở đây? Tô Thanh Giao, người này là chồng cô à? Tôi nghe nói chồng cô, không phải làm bảo vệ sao? Bây giờ sao lại làm bồi bàn rồi? Đây là người đàn ông em chọn đấy à? Đùa à, anh xã, anh không hiểu đâu. Chồng của Thanh Giao, nhìn là biết ngay là người đàn ông tốt, làm bảo vệ, lẫn làm bồi bàn, kiêm nhiều việc, nhiều tài không ép thân mà. Chúng ta đi thôi, ây, đừng đi mà, rượu còn chưa tới kìa, bồi bàn kia, mau rót rượu cho vợ anh, để cô ấy thể hiện một chút, đừng có quá đáng nhé, người ta đâu có, người ta rõ ràng là đang giúp cô ấy mà, đừng nói nữa, chẳng qua chỉ là rót rượu mà thôi, tôi sẽ rót. Cậu làm việc khá lành nghề nhỉ, nào, đây là tiền bâu ơ cho cậu. Nếu cậu muốn bảo vệ vợ mình, hãy uống đi. Dù sao chúng ta cũng coi như là anh em, nói đi. Tôi còn là tiền bối của cậu nữa, anh nói lại lần nữa xem. Trương Tự Hào, đừng bịa đặt, chúng ta đều là bạn học cả, đừng quá đáng, nếu không phải các người là bạn học của vợ tôi. Tôi bây giờ sẽ, cậu sẽ làm gì chứ? Ly rượu hôm nay, nếu cậu không uống, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là con trai của quốc sư, khi giận dữ. Thi thể nằm la liệt, máu chảy dài ngàn dặm, đúng, không sai. Vì là bạn học của vợ tôi, vậy hôm nay các người cứ tự nhiên ăn, tự nhiên uống, tất cả hóa đơn. Tính vào đầu tôi. Vợ ơi, có anh ở đây, yên tâm đi. Giả vờ. Mang ra một thùng rượu đắt nhất của các người. Trương Tử Hào, cậu hài lòng chưa?
Bây giờ có thể dẫn chúng tôi đi gặp vị đại nhân vật đó được không? Được. Vậy tôi sẽ dẫn các người đi mở mang tầm mắt. Đội trưởng. Mùi rượu này là... Vừa rồi có người thực sự bắt tôi uống một cốc rượu trắng. Cái gì? Ai dám to gan vậy? Bố, những người này là bạn học của con. Họ nói ngưỡng mộ bố, muốn gặp mặt bố, nên con đã dẫn họ lên đây. Chúc bác sức khỏe. Ây! Cậu nhân viên này làm gì ở đây vậy? Ai cho cậu cái gan, dám ngồi cạnh bố tôi? Đúng vậy, đồ chó chết, cút ngay đi, thật là ghê tởm, đồ không có giáo dục, không cút thì biết tay tôi. Cậu dám đánh tôi à? Cậu là cái thá gì chứ? Anh xã, xử lý nó đi, ngươi. Ba. Cảm ơn bác, vì đã dạy dỗ giúp cháu, đứa không có giáo dục này. Ba làm gì vậy? Cô ấy là vợ sắp cưới của con, là con dâu tương lai của ba. Im miệng, hủy bỏ hôn ước ngay lập tức. Không, bác ơi. Kéo ra ngoài. Anh xã, nói một câu đi mà chồng ơi. Chồng ơi, đây. Lão sư này, ồ, tiểu Trương. Trương Đại Quốc sư, là bạn học mẫu giáo của tôi. Mẫu giáo, đúng, mẫu giáo. Vậy cảm ơn ngài nhiều. Vợ ơi, chúng ta đi thôi. Còn một việc chưa nói. Trương Quốc sư, không phải đã đồng ý rồi sao? Ồ đúng, không vấn đề, giao cho tôi. Đội trưởng nói gì với anh? Tôi không biết. Ông còn giả vờ với tôi à? Cứ giả vờ đi. Bố. Con biết sai rồi, đội trưởng, lão dư. Tôi dẫn ba người này, đi tiếp đón những người bạn cũ khác. Cậu ở lại trực ban. Đội trưởng, tôi cũng muốn đi. Ban ngày cậu đã đi chơi rồi. Ngoan nào. Đội trưởng. Cậu cứ chơi đi, tên ngốc này. Tôi đi ra ngoài ban ngày là để làm việc chính đáng. Các cậu đi ra ngoài làm gì? Trong lòng không biết à? Thật quá đáng. Đã muộn thế này rồi, ai đấy? Đội bảo vệ, lão dư, lão hà. Các người, lũ giả này, tuổi tác rồi, thật là vui vẻ một đêm. Lão dư đâu, không phải bảo anh ta trực ca sao? Người đâu? Alo, Vương Tường, chị gái tôi với anh ở cùng nhau không? Không. Bây giờ cô ấy chắc là ở nhà, hoặc là công ty thôi, cả công ty lẫn nhà đều không có. Chị gái tôi tối qua, cứ thế mà không về. Cái gì, tôi biết rồi. Alo, lão dư, lập tức dùng hết sức lực của anh. Giúp tôi tìm một người. Vương Tưởng, chính vì anh, đắc tội với Long Thần Điện, chị gái tôi mới bị người ta bắt cóc. Có phải Long Thần Điện làm không? Chắc không phải, nhóm người đó dù mặt mũi xấu xa, nhưng ít khi làm chuyện xấu, nhưng luôn luôn, làm việc một cách công khai, không bao giờ làm loại việc, trộm gà chạy chó này, nếu không phải Long Thần Điện. Thì còn có thể là ai nữa? Vương Tưởng, tiểu tử này, kể từ khi con gái tôi lấy cậu, nó chưa từng được hưởng một ngày vui vẻ nào, bây giờ còn không biết sống chết ra sao. Đội trưởng, có tin tức gì không? Không, không có thì anh đến làm gì? Lão dư cũng mất tích. Gì cơ? Quốc Phụng Xương, anh được mệnh danh là Hoàng đế ngầm của ba tỉnh Đông Nam, một người sống sờ sờ mất tích ở Giang Thành, anh nói với tôi là không tìm thấy. Vợ ơi, chồng ơi, nhanh đi cứu lão dư. Anh ấy sắp không qua khỏi rồi. Lão dư, đội trưởng Vương. Cảm ơn anh vì những năm qua, đã cho tôi nơi nương tựa. Lão dư, tôi đi trước một bước nhé. Lão dư. Không sao chứ, hãy lấy lại tinh thần. Lão dư, anh không thể chết được. Mọi người đừng hoảng, lão dư không có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù bị thương nội tạng nặng, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, vẫn sẽ hồi phục. Ôi, lão dư. Anh nhẹ tay một chút với tôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâm Thiếu, chúng tôi mang một món quà lớn đến cho anh.
Một món quà lớn à, giờ muộn rồi, anh ra ngoài xem sẽ biết, chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Ai đấy, Lâm Thiếu? Tôi là Ngô Diệu Tổ, tại sao hai người lại mặc như vậy, tôi suýt nữa đã động tay với các người. Anh trai, may mắn là nhờ bộ đồ bảo vệ này. Hai chúng tôi hôm nay, có thể nói là làm một việc lớn. Việc lớn gì? Dậy đi, Lâm Thiếu, mời anh xem. Không phải, các người làm sao lại đưa cô ấy đến đây? Anh trai, anh không phải thích cô Tô này sao? Tiếc là vài lần chưa thành, chúng tôi bàn bạc một chút. Hôm nay, sẽ làm cho cô ấy, không thể từ chối. Nếu tối nay anh ngủ với cô ấy, sẽ không ai biết cả. Biết cái đầu người ấy, ta là chiến thần của Giang Thành. Vì một người phụ nữ, cả hai người làm ra chuyện này, chẳng khác gì trộm gà mò chó, thực sự làm mất mặt tôi. Lâm Thiếu, chúng tôi cũng chỉ muốn giúp anh mà. Giúp cái gì chứ? Tôi cưới Tô Thanh Giao, không phải vì muốn cưới cô ấy, mà vì mặt mũi, hiểu không? Hiểu, đi thôi, chúng ta đưa cô ấy về. Đợi đã. Vậy phải làm sao? Đã mang cô ấy đến đây. Hãy đưa cô ấy vào cho tôi. Đi, đi nào. Tô Thanh Giao, chồng cô không phải đã nói, muốn nợ cho tôi cái sừng sao? Được, hôm nay tôi sẽ để anh ta nếm thử cảm giác của việc có cái sừng. Dừng tay. Lão già kia, sao ngươi lại ở đây? Tên tiểu tử kia, cứ tưởng rằng chỉ với hai kẻ ngốc kia là có thể trốn thoát khỏi mắt ta à? Ta tận dụng thời cơ, chính xác là đến đúng lúc, bắt tất cả các ngươi trong một lưới. Anh quá vô liêm sỉ, không phải đã nói sau khi Long Vương xuất giới, chúng ta mới quyết đấu sao? Anh lại đến sớm, anh thật không giữ lời. Các người bắt cóc phụ nữ yếu đuối, dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng làm được, còn muốn ta nói về võ đức, ta khinh, chết đi mày, ta khinh, lão già. Ngươi, đụng vào ta đi, trước khi ngươi đụng vào ta, ngươi có suy nghĩ không, ta sẽ làm cho cô ta chết trước. Thế mà dùng một người phụ nữ làm con tin, phái Thanh Thành có một đệ tử như ngươi, thật sự là không may cho họ. Lão cẩu, ngươi biết không, ngươi biết tại sao người tốt, không đánh bại được kẻ xấu không? Chính vì trong lòng các người, có quá nhiều điều để ý, không đủ tàn nhẫn, Lâm Thiếu uy dũng. Ngươi biết đây gọi là gì không? Đây gọi là không chiến mà phục địch. Lão già này, không phải ngươi rất giỏi đánh nhau sao? Làm người phải biết dùng đầu óc. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, quỳ xuống, không quỳ à? Nếu không quỳ, thì bây giờ ta sẽ cho quỳ ngươi, thưởng thức một cảnh, mùi mẫn trực tiếp. Dừng tay. Không phải ngươi rất giỏi sao? Khi đánh tôi ở nhà họ Tô, nhìn cách ngươi tự tin thế. Lúc đầu ngươi ngạo mạn như thế nào, bây giờ ngươi bối rối như thế nào? Một tên bảo vệ nhỏ, mãi mãi không thể thay đổi, cả đời bị chúng ta giẫm dưới chân. Hai tên vô dụng này. Ngươi quá đáng lắm, nhiều lần làm tổn thương ta. Hôm nay ta liều mạng, cũng phải phế ngươi, tên khốn, không ngờ, ngươi còn có chút gan dạ, được lắm, xem ra ngươi là đệ tử của phái Thanh Thành, hôm nay ta sẽ giúp ngươi. Cẩn thận! Ngươi là ai, ngươi đã giết đệ tử của ta? Tôi muốn mạng của ngươi. Đi mau, lão dư còn ông, tôi sẽ không sao đâu. Đi mau. Chúng tôi đã trải qua sinh tử, cuối cùng cũng thoát được. Nhưng lão dư để bảo vệ em, đã bị thương nặng. Không biết bây giờ ông ấy thế nào. Yên tâm đi, lão dư không sao đâu. Gửi người xuống núi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm mạng nhất định không thể tha. Vâng, tôi sẽ sắp xếp, còn nữa. Thần Long đã làm tổn thương lão dư, tôi muốn mạng của hắn, chờ đã. Lão Trương, đội trưởng Vương, sức mạnh của Long Thần Điện rất lớn, nếu mở chiến tranh một cách vội vã, e rằng sẽ liên lụy dân chúng thành ở Giang Thành. Những gì ông nói tôi biết, tôi cũng không muốn vì thế, làm cho dân chúng ở Giang Thành, rơi vào cảnh nguy hiểm, nhưng mối thù của lão dư, nhất định phải báo.
Đội trưởng, anh yên tâm, Lão Dư cũng là anh em của tôi. Chuyện này để tôi sắp xếp, chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Tại sao khuôn mặt tôi lại trở nên như thế này? Tại sao khuôn mặt tôi lại trở nên như thế này? Ngày đó tôi trượt chân rơi xuống vực sâu, bị hàng ngàn loài côn trùng cắn xé. Tưởng chừng như chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ sau khi nhiều loại độc tố nhập vào cơ thể, khí độc lại tự thu vào trong. Tôi không những không chết, mà còn tăng cường được công lực, thật là trời phù hộ cho. Nhưng khuôn mặt này của ta, tất cả đều là do ngươi vương tưởng. Chờ khi ta luyện xong công phu thần thông, tôi sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp bội. Tôi không những tăng cường được công lực, mà còn sở hữu độc dị. Xin hỏi ai trên thế gian này, còn ai có thể chiến đấu với ta? Đợi ta ra khỏi nơi này, tôi muốn cả thế giới nằm trong tay ta. Đội trưởng, Long Vương của Long Thần Điện đột nhiên xuất quan rồi, và còn đến Giang Thành. Lão già này lại chọn lúc này để xuất hiện. Cậu nghĩ sao về việc này? Tôi cảm thấy anh ta đến vì chúng ta. Đội bảo vệ, kỹ năng võ công của Long Vương sâu không lường được. Ý kiến của tôi là, trước hết tôi sẽ là người mở lời hòa giải, nếu có thể, cố gắng không xảy ra xung đột với anh ta. Người của chúng ta đều già cả rồi, thực sự không nên đánh nhau giết chóc. Làm theo như anh nói. Vâng, hiểu rồi, tôi đi sắp xếp ngay, gặp mặt Long Vương. Đã mấy giờ rồi mà chưa đến, kiêu ngạo muốn lên trời rồi. Thằng nhóc này, nếu không đến nữa, lấy trứng của nó ngâm rượu uống. Long Vương đại nhân đến. Long Vương đại nhân đến. Thời buổi này thật là đảo lộn, âm dương lẫn lộn, cả lợn hoang từ nông thôn cũng có thể bước vào phòng khách, thực sự quá buồn cười. Lão già kia, chửi ai đấy, chửi thêm một lần nữa xem. Kẻ bại trận, ai đã cho ngươi cái gan đứng ra mắng chửi ta? Chắc chắn là nhờ sự dũng cảm mà quốc sư Trương ban cho. Long Vương đại nhân, họ đều là anh em tốt của tôi, tính tình có hơi thẳng thắn, nhưng nhân phẩm đều tốt. Như người ta thường nói, kẻ thù nên hòa giải chứ không nên kết thù. Tôi, Trương, sẵn lòng làm người hòa giải, mọi người hãy cười qua mọi thù hận, thế nào, được chứ? Hay là một cười quên hết thù hận? Quốc sư Trương thật có uy tín lớn, bốn người này cướp của tôi, đốt đền thờ của tôi, làm tổn thương thuộc hạ của tôi, mỗi việc một việc đều đang trà đạp lên uy danh của Long Thần Điện. Chỉ vì ngươi, Trương quốc sư, nhẹ nhàng nói một câu, cười là xóa bỏ hận thù, có thể coi như là quá khứ rồi à? Có phải ngươi cảm thấy những năm này, trong quá trình tu luyện của ta, giết người quá ít? Lão già, đừng tự mãn, nếu dám thì chúng ta đấu tay đôi, ngươi cũng xứng sao? Được rồi, ngồi xuống. Ta thực sự đã xem thường ngươi, người trẻ tuổi, những lão gia này, dù là những phế vật, nhưng cũng từng nổi tiếng giang hồ, nhưng chàng trai trẻ, tên tuổi không nổi bật, có thể khiến những lão gia này tình nguyện phục tùng cậu. Tôi không biết cậu có những khả năng đặc biệt gì, tôi thực sự rất tò mò về cậu, tò mò thật đấy. Chỉ là sức hấp dẫn cá nhân thôi, cậu quá khiêm tốn rồi, tôi thực sự rất quan tâm, muốn thử sức với cậu hai chiêu, để xem sức mạnh của cậu. Không cần đâu, võ công của Long Vương đại nhân vô địch thiên hạ, ai không biết trên đời này, tôi chỉ là một đội trưởng bảo vệ mà thôi, xin nhận thua, người trẻ tuổi rất lanh lợi đấy, nhưng nhiều người già, sống cả đời, cũng không thể hiểu được, cây nào rừng ấy, nguyên lý của gió là phải phá hủy, phải không, Lão Dư? Long Vương đại nhân, lần này, chúng tôi mang theo thiện ý, đến để hòa giải, nói điều kiện của ông xem, cậu không chỉ là người, có mưu lược, mà còn dũng cảm, trên đời này dám để điều kiện với tôi. Cậu là người đầu tiên, điều kiện của tôi muốn mạng của bốn người họ. Điều này không thể, chàng trai trẻ có nhiều ưu điểm, kiên định, tỉ mỉ, có dũng khí, nhưng anh thiếu một đôi mắt, biết nhìn nhận thời cuộc, anh giao bốn lão giả này, cho tôi, coi như cậu, đã nộp cho tôi bản cam kết, tôi có thể nhận cậu làm, đệ tử của mình,
về sau kế thừa của tôi, nắm giữ Long Thần Điện. Dưới một người trên vạn người, chẳng phải là tuyệt vời sao? Nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng đó không phải là điều tôi theo đuổi, cậu đang làm tiêu hao thiện cảm của tôi dành cho cậu. Cậu biết bạn đang từ chối một cơ hội lớn trên thế gian này không? Có bao nhiêu người mong muốn mang theo tất cả gia sản của họ, khóc lóc xin tôi nhận vào hàng ngũ, nhưng cậu lại không biết trân trọng. Long Vương, tôi sẽ nói một điều có thể sẽ khiến ông cảm thấy bị xúc phạm. Đôi khi, ông hơi tự cao tự đại. Trương Quốc Sư mời tôi đến đây là để cho cậu một chút mặt mũi, có vẻ như không thể thương lượng được. Trong tương lai khi chúng ta gặp lại trên chiến trường, mong rằng Trương Quốc Sư đừng trách móc, thưa Long Vương. Yêu cầu của ngài thực sự quá đáng. Tôi, Trương Chiến, sẽ không từ bỏ bất kỳ một người anh em nào. Tình anh em thật sâu đậm, tình nghĩa chân chính, thật cao cả. Lần sau gặp lại sẽ không có sự nhân nhường. Không nên lãng phí lời nói với hắn, lột da hắn, rút gân hắn, xung đột với Long Vương. Thật sự là không thể tránh khỏi sao? Dù tôi không sợ hắn, nhưng nếu thật sự chiến tranh, những người chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ là dân chúng ở Giang Thành. Đây là điều tôi không muốn thấy nhất. Còn một cách khác, tìm ngài quốc chủ ra mặt. Quốc chủ, đúng. Xin đội trưởng yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Trả tiền, hãy yên lặng một chút, đừng hành động bốc đồng. Bốc đồng là ma quỷ, đừng bao giờ đi vào con đường phạm tội. Chúng ta ở công ty, làm việc cật lực để kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình. Hôm nay nếu anh không trả lương cho chúng tôi hôm nay sẽ không đi. Đúng, sẽ không đi. Trả tiền, trả tiền. Lão Lưu, chuyện gì đây? Tô Tổng, nhà phân phối đã 3 tháng không thanh toán cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đã không còn tiền để trả lương cho công nhân. Tôi là Tổng Giám đốc của tập đoàn Tô Thanh Giao. Tôi đại diện cho công ty cam kết với mọi người sẽ không bao giờ nợ một xu nào của mọi người. Xin mọi người tin tôi. Ai tin lời nói dối của cô, nhanh trả tiền cho tôi. Đúng vậy, trả tiền. Trước hết phải ổn định những công nhân này. Tôi sẽ ngay lập tức đến ngân hàng xin vay. Trả tiền. Tiểu Tô à, việc này của cô không dễ xử lý. Tại sao vậy, Bộ trưởng Vũ? Chúng ta đi theo quy trình vay vốn chính thống. Tất cả yêu cầu của ngân hàng, chúng tôi đều đáp ứng. Quy trình vay vốn bây giờ rất phức tạp, cô không hiểu. Vậy mong Bộ trưởng Vũ giúp đỡ. Tôi thực sự rất cần số tiền này. Công nhân đều đang chờ tôi trả lương đây này. Tiểu Tô à, mỗi ngày này, vào cửa này, người xin tôi cho vay, thực sự là quá nhiều. Tôi đâu phải thần tài, tôi lấy đâu ra nhiều tiền cho tất cả mọi người mượn. Nhưng công ty chúng tôi uy tín tốt lắm. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Những khoản vay trước, chúng tôi chưa bao giờ trễ nợ. Bây giờ, khác với trước đây, trước kia, Tô Gia Cô cũng được coi là một dòng họ danh giá. Nhưng bây giờ, các người đã phạm tội với Long Thần Điện. Đừng nói là trả nợ nữa. Cái đầu này, chẳng khác nào đeo trên thắt lưng. Sống qua ngày, nếu một ngày nào đó mất mạng, cô nói xem, tôi phải đi đòi nợ ai? Bộ trưởng Vũ, chuyện nhà chúng tôi, không nghiêm trọng như ông nói. Chồng tôi đã nói, chuyện của Long Thần Điện, anh ấy có thể giải quyết. Tiểu Tô ơi, cô có phải đang mù quáng trong tình yêu, giai đoạn cuối không? Anh ta nói gì cô cũng tin à? Cả Giang Thành ai mà không biết, anh ta chỉ là một bảo vệ nhỏ. Chuyện lớn như Long Thần Điện, anh ta có giải quyết được không? Bộ trưởng Vũ, xin ông giúp đỡ, chúng tôi sẽ trả thêm lãi. Trả thêm lãi cũng được. Tiểu Tô à, chúng ta là bạn bè nhiều năm rồi, là bạn cũ. Chuyện của cô không phải không thể giải quyết, thật sự rất cảm ơn ông. Như vậy nhé. Cô chỉ cần trả thêm một chút chi phí phát sinh, vậy thì... Ông đang làm gì vậy? Đang cố tình làm gì thế? Đã đến đây rồi, đều là người trưởng thành, còn không hiểu chút quy tắc này sao? Chỉ cần hôm nay em đồng ý với anh, khoản vay anh sẽ làm cho em ngay. Khốn nạn, mày buông ra. Buông tôi ra. Chồng ơi, mày dám đánh ta? Được, khoản vay này các người đừng mơ có được. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta rất cần số tiền đó. Đúng vậy, cô vừa muốn tiền, lại không muốn trả giá. Có chuyện tốt như vậy sao? Tên bảo vệ nhỏ này, không phải rất giỏi đánh nhau sao? Được, vậy cứ đưa tiền cho tôi, mang ra đây xem nào. Đối với tôi, tiền chỉ là một chuỗi số mà thôi. Cậu cũng giỏi khoác lác đấy nhỉ? Ai ở Giang Thành mà không biết? Cậu chỉ là một kẻ ăn bám, một bảo vệ nhỏ, gia đình cô ấy sắp phá sản. Cậu lấy tiền đâu? Cậu ở cái tầng lớp này,
không thể hiểu được. Cậu giống như cái ấm trà mất tay cầm, chỉ biết dựa vào cái miệng này. Hay là tôi đưa ra một ý kiến, cậu đấy, hãy đưa cô ấy cho tôi, để tôi làm cho cô ấy, không còn là của cậu nữa, chỉ cần khiến tôi hài lòng, có lẽ tôi vui mừng. Tôi sẽ giúp cậu xử lý khoản vay này, tôi sẽ làm cho cậu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nói thật với cậu đây, không biết bao nhiêu người đều dùng phương pháp này để lấy được khoản vay. Thấy cái ghế sofa kia không? Tôi còn không biết có bao nhiêu người đã ngủ trên đó, tôi đếm còn không xuể. Cậu buông tôi ra, buông ra, ngươi, đồ rác rưởi, dựa vào chút quyền lực trong tay mà làm bậy làm bạ. Ai cho ngươi cái quyền đó? Ây da, thằng nhóc. Ngoài việc biết đánh nhau, ngươi còn biết làm gì nữa không? Hôm nay, nếu hôm nay ngươi không có được khoản vay, Tô gia sẽ phá sản. Chẳng phải chỉ là tiền sao, một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Muốn bao nhiêu cũng có. Nếu Giang Thành tổ chức cuộc thi khoe khoang này, cậu chắc chắn sẽ giành giải nhất. Hôm nay tôi sẽ đứng đây, nhìn cậu gọi điện, tôi muốn xem cậu lấy tiền từ đâu, gọi đi. Alo, lão Trương. Ngay lập tức gọi các tỷ phú hàng đầu của đất nước đến gặp tôi. Cậu nói khoác không cần phải, soạn thảo đấy à, người biết ai là người giàu nhất thành phố không? Cái này tôi thực sự không biết, nhưng mà, không cản trở anh ta, gửi tiền đến cho tôi. Tiểu Tô à, trai bạn này, có phải là đầu óc có vấn đề không? Ngay cả người giàu nhất thành phố cũng không biết là ai, một cuộc điện thoại là có người gửi tiền đến cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chồng, đừng lo, anh có kế hoạch của mình, hôm nay ta sẽ xem ngươi làm được trò trống gì, đây không phải là người giàu ấy sao? Mã Triều Dương à, đúng, tôi đã thấy anh ấy trên TV, tôi sẽ thông báo với giám đốc ngay. Chào ông Mã, chào mừng quý khách, tôi có thể giúp gì được cho ông không? Phòng tín dụng ở đâu? Mời ông đi. Sao bên ngoài ồn ào thế? Còn có luật lệ nào nữa không? Mã Phú Ông, mời ngồi, phong thái oai phong, dáng vẻ cao ngạo, mặc áo vải, khí chất kín đáo, chắc chắn đó là anh ấy. Mã Triều Dương đã gặp ông Vương, không cần khách sáo, ông đã mang tiền đến chưa? Toàn bộ tài sản của tôi, tùy ông Vương xử lý. Tốt, ông đi trước đi, vâng, có gì cần, cứ nói với tôi. Mã Phú ông đến đây hiếm khi quá, tôi có trà ngon đây, chúng ta đi uống chút đi, đợi đã, đừng đi. Ông nhắc tôi nhớ ra, ông Vương, còn gì nữa không ạ, ông có tiền gửi ở ngân hàng này không, tôi hỏi thư ký một chút. Được, ông Vương, tập đoàn của chúng tôi, và các cơ quan thành viên, có khoảng 50 tỷ tiền gửi ở ngân hàng này, tốt, bây giờ chuyển ngay sang ngân hàng khác. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Mã Phú ông, điều này không nên. Tôi làm việc, cần cậu quản lý sao? Ngài không phải, vừa nghe theo người bảo vệ này sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Giám đốc Đoạn Anh đến rồi, Mã Thủ Phú muốn rút vốn, ngài phải ngăn cản ông ấy. Gì cơ, rút vốn, đúng, rút toàn bộ vốn, không thể nào được. Mã Thủ Phú, chúng tôi đã làm gì không tốt, chúng tôi chắc chắn sẽ cải thiện. Cơ hội thì, có thể cho các người. Nhưng cấp dưới của ông, dựa vào quyền lực trong tay, phạm những chuyện ác, phải xử lý như thế nào? Đồ khốn, đồ ngu, đồ không mắt, người đâu, đưa hắn đến đội thi hành pháp, xử lý nghiêm khắc. Không được đâu. Xin tha mạng. Vợ ơi, cầm lấy đi. Đây này, lại là bảo vệ chú gọi đến. Đúng, Mã Thủ Phú và Lão Hà, là chú từ khi còn tè dầm, phải không Mã Thủ Phú? Đúng không? Đúng, thằng bé này từ nhỏ đã tè vàng. Cái mùi đó tới giờ tôi vẫn nhớ, ta vẫn nhớ nó. Em lên trước đi, anh xuống bảo vệ xem một chút, không chú bị lười biếng. Tô Tổng. Tiểu Lưu, lấy tiền này đi, nhanh chóng trả lương cho công nhân. Vâng, nhưng, chúng ta lại gặp rắc rối rồi, lại sao nữa? Văn phòng của chúng ta, người quản lý bất động sản đã đến, nói rằng họ không cho chúng ta thuê tòa nhà này nữa. Yêu cầu chúng ta lập tức dọn đi, hợp đồng thuê của chúng ta vẫn chưa hết hạn. Tôi cũng đã nói với họ như thế, nhưng họ không chịu nghe. Họ đến là đuổi người ngay, thật là hung dữ, quá ngang ngược, dẫn tôi đến gặp họ.
Ai là người dẫn đầu ở đây? Tô Tổng, quản lý Phùng, lâu không gặp, chúng ta cũng coi như là người quen cũ. Trước kia vào dịp lễ Tết, chẳng phải tôi đã gửi quà cho ông, ông đối xử với chúng tôi như vậy sao? Tô Tổng, không thể nói như vậy được. Cô tặng quà cho tôi, đó là tình cảm cá nhân. Tôi rút lại tòa nhà, là làm việc theo quy định, mỗi việc nên giải quyết riêng. Thời hạn thuê của tôi vẫn chưa đến, ông dựa vào cái gì để đuổi tôi? Đây là quyết định của ban giám đốc công ty. Lý do thì tôi không rõ, nhưng... Tiền phạt vi phạm hợp đồng tôi đã mang đến rồi, làm việc theo quy tắc thôi. Hả? Chỉ với số tiền này mà muốn tôi để im, ông có biết công ty tôi ảnh hưởng như nào không? Một ngày tổn thất là bao nhiêu? Đó thì tôi không quản được. Tôi chỉ quản việc thu hồi nhà, ngay lập tức. Ngay và luôn. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vì vậy, nếu cô Tô quá bận rộn, không có thời gian chuyển nhà, chúng ta đã có tình cảm nhiều năm như vậy, tôi chắc chắn sẽ giúp cô một tay, giúp một tay, mấy anh em không nghỉ ngơi nữa. Bắt đầu làm thôi, bắt đầu dọn đi. Ông làm gì vậy? Dừng tay lại. Vì sao vậy? Chúng ta gọi đây là dọn nhà kiểu mảnh vỡ, phá vỡ tất cả đồ đạc của cô, nghiền nát, đập nát. Sau đó chúng tôi sẽ dọn dẹp và chuyển đi cùng một lúc. Cứ yên tâm. Họ đều là người chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ làm sạch sẽ cho cô. Sạch sẽ. Phùng Đức Phát, tôi sẽ tìm đội thi hành pháp kiện ông. Xin mời. Nhưng tôi nói cho cô biết, dù đội thi hành pháp đến, cũng là để giúp chúng tôi dọn nhà cho cô. Cô ấy bảo các người dừng lại. Các người không nghe thấy à? Tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là Tiểu Vương à? Này, giúp một tay đi, cùng chúng tôi phá. Phá xong, thì về sớm. Phùng Đức Phát. Ông bị điên à? Ông ra lệnh cho tôi. Tôi ra lệnh cho cậu thì sao? Vương Tường, cậu phải rõ ràng. Tôi đây là cấp trên của cậu. Bao lâu nay bất động sản không trả lương cho chúng ta? Nếu không có tập đoàn Vân Thành, đội bảo vệ của chúng ta đã giải tán từ lâu. Ông ra lệnh cho tôi. Vương Tường à? Người ta ấy, phải biết ơn, nhận ân tình phải báo đáp, không thể có sữa mẹ. Ông nhắc tôi nhớ ra, đội bảo vệ, tập trung tại phòng họp tầng 3, quản lý Phùng đến trả lương, nhanh lên. Lão Phùng tham lam, cuối cùng cũng bắt được ông ta. Nợ lương của tôi, hôm nay phải trả. Các người đừng làm loạn, tôi đến để thanh lý tòa nhà, tôi không mang theo tiền, sơ tán tòa nhà, tại sao vậy? Các người xem cho rõ, tài liệu chính thức của công ty quản lý tòa nhà. Còn có dấu chìm nữa, không phải tôi nói bừa đâu. Bộ phận hậu cần của quản lý tòa nhà. Khi nào, sơ tán và tiếp nhận tòa nhà, thật là trò cười, thôi đi, bảo vệ già chữ lớn còn không biết. Anh biết cái gì, tôi nghi ngờ, tài liệu này của anh là giả, anh hãy lập tức đi khỏi đây. Nếu tôi không đi thì sao, cô định làm gì tôi đây, cô còn đánh tôi à? Yêu cầu vô lý như vậy. Tôi phải thỏa mãn nó. Ông đúng là đáng bị đánh. Cậu dám đánh tôi là lãnh đạo của cậu. Các người này là làm phản. Tôi sẽ sa thải tất cả. Đừng có làm nhảm với tôi. Hãy thanh toán lương cho tôi trước. Rồi hãy nói về việc sa thải. Tôi sẽ gọi điện ngay bây giờ. Cho tổng giám đốc bộ phận quản lý. Các người tấn công lãnh đạo. Cả đời này đừng mong làm bảo vệ nữa. Alo, Lư Tổng. Tôi bị đánh ở tập đoàn Vân Thành. Bị bảo vệ đánh. Đúng, vẫn là bảo vệ của công ty. Ngài nhanh chóng giải quyết giúp tôi đi. Các người xong đời rồi. Lư Tổng sẽ đến ngay bây giờ. Nói rằng tài liệu của tôi là giả. Lát nữa tôi sẽ khiến Lư Tổng viết một tài liệu thanh lý tại chỗ. Tòa nhà này tôi đã định giữ rồi. Ngay cả chú cũng không giữ được nó. Lời này, tôi nói đấy. Cậu đang nói về Lư Nhất Hàng. Cả gan, tên của Tổng Lư. Làm sao một bảo vệ như cậu được phép gọi. Tôi cho anh ta 10 gan. Cũng không dám sa thải tôi. Ai mà nói to thế? Lư Tổng. Các người đang đánh nhau à? Táo tợn, bảo vệ này, lúc vào nghề được đào tạo như thế nào? Không được dạy qua hả? Vừa rồi là ai nói muốn sa thải? Sao, dám nói mà không dám nhận à? Tiểu Lư Tử, bây giờ cậu oai phong lắm nhỉ? Tiếng nói quen thuộc, anh là... Lưu Nhất Hàng, mở mắt ra nhìn cho rõ. Sếp. Gì cơ, sếp? Thuộc hạ Lưu Nhất Hàng, gặp gỡ sếp Trần, cậu vừa nói muốn sa thải tôi à? Không phải vậy, tôi nói là sa thải hắn,
Anh ta là đội trưởng của tôi, cậu nghĩ kỹ rồi hãy nói, đội trưởng. Sa thải hắn ta. Tổng Lưu, điều này không liên quan gì đến tôi. Im miệng, đồ mù quáng, ngay lập tức đến bộ phận nhân sự làm thủ tục thôi việc. Nghe nói công ty cậu không tiếc chi trả tiền phạt hợp đồng. Cũng muốn thu hồi tòa nhà này, có chuyện này. Nói, chuyện gì xảy ra, tôi cũng chỉ nhận được email từ công ty, yêu cầu tôi thu hồi tòa nhà. Ông chủ, tôi sẽ lập tức cử người điều tra rõ ràng, sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho ông. Sau này khi giao tiếp với người khác, hãy khiêm tốn một chút, nhớ là phải sống giữ mình, hiểu không, thuộc hạ hiểu. Về nhớ thanh toán lương, mà còn nợ chúng tôi ngay, lập tức, đi thôi. Anh là chủ tịch Trần. Thực ra tôi chỉ là một người bị giải tỏa, cái tòa nhà văn phòng này là tài sản thuộc về tôi, anh đã là chủ tịch rồi. Tại sao lại làm bảo vệ? Cô không hiểu đâu, chúng tôi những người thuê bao này, cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán và trống rỗng, còn làm bảo vệ thì tốt hơn, cùng mọi người ăn uống. Chơi đùa, đó mới gọi là cuộc sống. Được. Tốt lắm. Không ngờ, anh lại là chủ của công ty quản lý này. Không phải anh em à, lại còn nợ chúng tôi 3 năm lương, thật sự quá đáng. Không phải anh em à, nghe tôi giải thích, tôi không muốn lộ danh tính, nên mới, ít nới đi, đánh hắn. Đội trưởng Vương, tôi đã điều tra rõ ràng, là người của 4 gia tộc lớn, họ đã mua chuộc công ty quản lý, là người đã chỉ đạo Phùng Đức Phát, đến thu, 4 gia tộc, tôi đã ra lệnh xử lý họ rồi. Alo lão Quách, trưởng đoàn Vương, đã điều tra rõ ràng, là 4 gia tộc ra lệnh, không chuyển tiền cho tập đoàn Vân Thành, họ muốn khiến nhà họ Tô phá sản, tôi biết rồi. 4 gia tộc. Lúc đầu tôi đã để các người một mạng. Cuối cùng vẫn cắn lại tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Đội bảo vệ. Triển khai. Hợp tác chân thành, tương trợ lẫn nhau, tạo dựng vinh quang mới. Chủ nhà, có chuyện lớn rồi, chuyện gì mà hoảng hốt thế? Trông thế nào ấy, cổ phiếu công ty chúng ta, đang bị bán tháo hoảng loạn. Bây giờ, giá cổ phiếu đã giảm một nửa. Cái gì, giá cổ phiếu giảm một nửa? Chủ nhà tất cả nhà hàng, khách sạn khu nghỉ dưỡng và các ngành nghề khác. Đều bị đội thi hành pháp niêm phong, với cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp. Cái gì, tất cả đều bị phong tỏa. Thưa ngài, toàn bộ ban lãnh đạo của công ty, trong một đêm đã biến mất không dấu vết. Bây giờ, công việc nội bộ của công ty không ai quản lý, đã hỗn loạn không thể kiểm soát. Thưa ngài, có truyền thông nước ngoài, tiết lộ về ngài, người tình và con riêng của ngài ở nước ngoài. Bà xã giận dữ, muốn ly hôn với ngài. Ai làm chuyện này? Thật là quá đáng, hành động quyết đoán. Thủ đoạn tàn nhẫn, liệu đây có phải là, đúng không sai, là tôi. Các gia tộc lớn của các người, thật là tốt, bài học trước đây, quên nhanh thế. Dừng tay, tôi còn... Ông Vương, xin nghe tôi giải thích, chúng tôi cũng bị ép buộc, đành phải làm vậy thôi, đúng. Người chủ của đền Long Thần đã tìm đến chúng tôi, chính hắn đã bảo chúng tôi đối phó với anh. Ý cậu là, tôi dễ bắt nạt à? Đền Long Thần mạnh mẽ đến cỡ nào, một ngón tay cũng có thể nghiền nát chúng tôi cũng chỉ là để tự vệ, phải làm thế vì không còn cách nào khác. Gì cơ? Tập đoàn đã phá sản. Ông Vương, chúng tôi biết lỗi rồi. Xin ông tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã sai. Xin ông Vương hãy bỏ qua cho chúng tôi. Ông Vương. Ông Vương. Ông Trương. Ông đến đây làm gì? Đội trưởng, bữa tiệc của quốc chủ đã được quyết định. Vào tối mai, mời ngài và Long Vương. Long Vương. Long Vương này tâm cơ hẹp hòi, luôn áp sát chúng ta, không để chúng ta có đường lui, kể cả kẻ thù cũng còn 3 phần hơi nóng, huống chi là đội bảo vệ của chúng ta không phải dạng vừa đâu, nếu lần này quốc chủ, đàm phán không thành công, chúng ta chỉ có thể bắt đầu chiến tranh, chiến đấu với họ.
Trời ơi, hôm nay thật sự sẽ có những nhân vật lớn sao? Lát nữa em đi chụp hình với quốc chủ, làm dấu bình, bình. Được không vậy, bốn cột của quốc gia, bốn gia tộc lớn giữ cửa ngõ quốc gia. Thật không ngờ họ cũng đến, gia tộc Trịnh từ thủ đô đến. Vạn ý đến rồi, quốc chủ đại nhân đến. Quốc chủ đại à? Anh ấy trông thật hiền lành, được được được. Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, không cần phải gò bó thế đâu, đến ngồi đi ngồi đi. Mọi người đã tập trung đủ chưa? Đại nhân Long Vương chưa đến. Vậy thì... chờ một chút. Đến ngồi đi ngồi đi. Long Vương đại nhân của Điện Long Thần đã đến. Long Vương này quá ngạo mạn, bữa tiệc của quân và chủ, lại đến muộn hơn cả quốc chủ. Im đi, cô cũng dám nói, không muốn sống nữa à? Đúng là như vậy mà. Vân Dị, bữa tiệc tối nay không giống như mọi khi, dù có chuyện gì xảy ra giữa chừng, cô phải giữ bình tĩnh, để bản thân tránh xa nguy hiểm, biết không? Bắt đầu bữa tiệc thôi. Long Vương à, hôm nay cậu đến hơi muộn nhỉ? Xin lỗi, chủ nhân, con mèo mà tôi nuôi, hôm nay đột nhiên điên lên, cắn tôi một cái. Tôi tức giận quá mà giết nó mất, máu mèo làm bẩn áo của tôi, nên mới đến muộn, chỉ là một con vật nhỏ mà thôi, sao phải để bụng chuyện đó? Chủ nhân không biết đâu, loài mèo này, rất ngốc nghếch, rõ ràng mỗi ngày, tôi nuôi nấng nó, nhưng trong lòng nó, lại nghĩ, nó là chủ nhân, tôi là tôi. Chỉ cần không tuân theo, nó liền cắn tôi, ngài nói xem, có buồn cười không? Quốc chủ đại nhân, lần tiệc này, còn có một việc cần làm. Nếu không phải Trương Quốc sư nhắc nhở, ta suýt nữa quên mất, những người có mặt ở đây, ai tên là Vương Tường? Là tôi. Phong thái hào hùng, người mẫu mực, nếu như thanh niên đại hạ, mỗi người như cậu, thì lo gì quốc gia không thịnh, bản mạng không bị diệt. Quốc chủ quá khen. Tiểu Long à, nghe nói, cậu và vị trẻ này, có chút hiềm khích. Kể từ khi Trương Quốc sư, cậu tình cho hắn, cậu xem, có thể khoan hồng không? Hai người, nên bắt tay hòa giải. Lòng dạ Long Vương, quốc chủ ân giả mệnh lệnh, cậu lại dám bỏ qua, trong lòng cậu có nhân từ không? Chỉ là một con mèo muốn làm chủ nhân. Tiểu Long, người đó chính là thái thú đương triều, hắn không nhận ra địa vị của mình, tôi sẽ dạy hắn quy tắc. Trên cái bàn này, chưa đến lượt cậu nói về quy tắc, ta quyết tâm bảo vệ hắn, cậu có thể làm gì? Đừng ép tôi, là cậu đang ép tôi. Tiểu Long, tôi lại cho cậu một cơ hội nữa, có lẽ là cơ hội cuối cùng trong đời này của cậu, ta quyết tâm bảo vệ hắn, cậu nghĩ sao? Cuộc sống đầy gian truân, đừng lạc vào con đường sai lầm. Cậu là quốc chủ, lời nói là mệnh lệnh, làm một bề tôi, làm sao có lý do không tuân phục. Anh em Vương Tường, trước kia có nhiều sự xúc phạm, ly rượu này, anh trai xin lỗi cậu. Được, Long Vương rộng lượng, bao dung đại dương, tấm lòng như thế, nên làm gương cho triều đại. Đến đây, thưởng cho Long Vương, vàng 100 lượng, tăng tước một bậc, bần thần kính tạ, soạn chỉ. Thủ tướng Chu Khoản, không trung không nghĩa, dám mưu hại đến ta, ngay lập tức. Tước bỏ tước hiệu của hắn, sáp nhập gia sản, chuyển gia đình hắn, đến biên giới, đời này không được trở về kinh thành. Soạn chỉ nữa, Long Vương. Có công bảo vệ, thưởng. Hoa lông đôi mắt. Trung tâm bảo vệ quốc gia là bổn phận của thần, cảm ơn quốc chủ đã thưởng. Tiểu Long à. Dù ta và ngươi là quân thần, nhưng, càng giống anh em. Không cần nhiều lễ, mau mau xin dậy. Tiểu Long, ngươi dám làm phản, không sai, ta đã chịu đủ. Nói về võ công ta số 1, vô song vô địch, nói về công tích ta suốt đời binh mã, giết địch vô số, vị trí quốc chủ này, rõ ràng phải là của ta, nhưng lại để ngươi người đàn ông này.
cưới trên đầu, làm uy làm phúc. Ngươi muốn vị trí quốc chủ, ta đã sớm biết, ngươi có tâm phản nghịch, đã sắp xếp từ lâu, bốn cột trụ của bốn quốc gia ở đâu? Long Vương âm mưu phản bội, nhanh chóng bắt lấy hắn. Bốn cột trụ, dũng cảm và tài năng, lòng trung thành đáng quý. Cứ chờ mà xem. Xin kính bái trước Long Vương, các ngươi. Bốn cột trụ và tôi, đã cùng nhau chiến đấu và chịu bao nhiêu máu, có mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ, làm sao có thể đối đầu với tôi? Hôm nay do nhà Trịnh chịu trách nhiệm bảo vệ. Trịnh Đại Hà ở đâu? Tôi đây, nhanh chóng điều động lực lượng bảo vệ. Bắt lấy Long Vương, tuân lệnh. Người đâu? Khóa tất cả lối ra, không cho phép ai ra ngoài. Vâng. Trịnh Đại Hà, ngươi cũng muốn phản hả? Các quân vương. Long Vương, tàn nhẫn và giết người không ngớm tay, tâm hẹp hòi, nếu hắn cầm quyền, Đại Hạ sẽ nguy, bây giờ Đại Hạ nên móng nguy cấp, ai có thể cứu Đại Hạ khỏi bờ vực, cứu dân khỏi lửa nước? Vị trí vua phải thuộc về người có khả năng, người không đức không tài, xấu hổ khi giữ chức cao, ngồi im mà hưởng lợi, không biết xấu hổ, hôm nay chính là kết cục của ngươi. Kẻ phản bội, ngươi nghĩ âm mưu của ngươi có thể thành công sao? Cả quan lại lẫn tướng sĩ đều là người của ta, ai sẽ đến cứu ngươi? Hạng tiểu nhân, nếu không hành động ngay, ta có thể sẽ chết mất. Đội bảo vệ, hành động. Vương Tường, chủ nhân nhà Trịnh, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên hành động bồng bột. Vợ tôi có quan hệ thân mật với cô em gái thứ hai nhà cậu. Tôi không muốn tình cảm giữa hai gia đình. Lại là các người. Nếu không phải vài năm trước, bọn người các người cướp đi tài sản tích lũy nhiều năm của tôi đã nổi loạn từ lâu. Lão quốc chủ, đội bảo vệ của chúng tôi đã gánh chịu oan khuất 3 năm thay ông, Long Vương. 3 năm trước tiền của ngươi bị trộm, cung điện bị phá hủy, là ta mệnh lệnh họ làm vậy. Ngươi, là ngươi mệnh lệnh họ. Anh biết quốc chủ, anh đã nói với em từ lâu, đội bảo vệ già có cách làm việc rất mạnh mẽ, họ giới thiệu cho anh. Hả? Chắc chắn không thể nào, không có gì là không thể. Trẫm đã sớm nhận ra, ngươi có tâm phản nghịch, nhưng sao đây, triều đình bị ngươi kiểm soát. Trẫm chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân sĩ giang hồ, nhờ vào duyên phận tình cờ. Trẫm đã quen biết họ. Trẫm chỉ thị cho họ, phá hủy cung điện của ngươi, chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học. Nhưng ngươi cứng đầu không hiểu, vẫn tiếp tục có nghịch loạn. Ta không tin, ngươi chính là đồ ăn hại, ngày nào cũng hát ca múa nhảy, không suy nghĩ về chính sự, làm sao có thể có kế hoạch tỉ mỉ đến thế? Đó là ta. Diễn cho ngươi xem, kẻ ngốc, tôi không tin, tôi mới là con của trời chọn, vị trí của quốc chủ, vốn dĩ là của tôi một mình có thể diệt bọn họ. Chỉ cần nhóm người này, hắn ta có thể cản trở tôi sao? Thật là ảo tưởng, tiếc cho sức mạnh thần kỳ, không phải dùng để phục vụ đất nước, lại chống lại những người cùng phe, thật là đáng buồn. Tiểu Long, đôi khi tôi tự hỏi, làm sao chúng ta lại trở nên như bây giờ? Im miệng. Tiểu Long, tôi thực sự rất muốn quay lại như trước. Quay đầu là bờ, ta sẽ giết ngươi. Vương Tưởng, ngươi đang tự tìm cái chết. Ngươi quả thực không phải người thường, tôi chỉ là một tiểu bảo an mà thôi. Ẩn mình trong chốn đô thị. Quý hạ, thực sự rất đáng kính trọng, ông đang nói gì vậy? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị của mình mà thôi. Long Vương, nếu ngươi phản, quốc gia sẽ loạn, cuối cùng những người chịu đựng đầu tiên chính là chúng tôi, những người dân thường, vì thế, có thể cho một chút mặt mũi. Thôi, mưu phản, nổi loạn, từ xưa đến nay là
kéo cung không có tên trở lại, kể từ khi quyền của tôi đánh trúng. Người quốc chủ đã quyết định số phận của cả hai chúng ta. Hoặc là tôi chết, thì thật là xin lỗi nhiều. Ngươi thật tự tin, đừng tưởng rằng vừa rồi, ngươi cướp được kiếm của ta, liền cho rằng bản thân thực sự có thể đánh bại ta, nếu có thể thì sao? Tiểu bảo vệ, tôi nói cho ngươi biết, tôi từ nhỏ đã tài năng xuất chúng. 3 tuổi tôi đã có thể nâng được cối xay nặng 110 cân, 5 tuổi bắt đầu học võ, 6 tuổi đã đánh bại vị sư phụ đầu tiên của mình, 12 tuổi tôi lên núi Trường Bạch để bái sư, 15 tuổi tôi xuống núi, tôi thử sức nhỏ, ngay lập tức đánh bại một phần giới giang hồ. Vậy nên, trong đời tôi đối đầu vô số kẻ thù, chưa từng thất bại, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, cũng có thể đánh bại một loạt đại tướng của giang hồ. Vì vậy, tôi trân trọng tài năng của cậu, nếu cậu đối đầu với tôi, chỉ có thể hủy hoại chính mình mà thôi, sao không thử xem, dù sao cũng có nhiều người đang nhìn, chưa đánh đã nhận thua. Quá mất mặt, được, vậy ta sẽ khiến cậu tự biết lùi bước. Chồng ơi! Đội trưởng đâu? Đừng tìm nữa! Vương Tường bị tôi một quả đấm, biến thành bụi, không còn nguyên vẹn nữa. Tên khốn! Ông nói gì? Vương Tường đã chết. Điều này không thể. Làm sao anh ấy có thể chết được? Vương Tường thực sự là một người đàn ông đứng thẳng trời đất. Tôi không muốn anh ấy làm anh hùng. Tôi muốn anh ấy hàng ngày ở bên cạnh tôi. Tôi muốn hàng ngày đều được gặp anh ấy. Đội trưởng, các người đều là những chiến sĩ trung dũng. Tôi không có ý định giết các người. Những oán hận trước đây hãy bỏ qua. Các người đi đi, bỏ qua cái gì chứ? Vương Tường. Anh thực sự là Vương Tường. Đúng vậy, vợ à, là anh đây. Em làm sao vậy? Em không sao chứ, ai bắt nạt em nói cho anh biết. Anh đi đâu vậy? Em tưởng anh đã chết rồi. Không phải, anh mới vừa nhìn thấy bên kia đánh nhau kinh lắm, mấy món ăn trên bàn bị hỏng hết. Em lại không ăn cơm, anh không nỡ để em đói. Nên anh ra ngoài mua một bát hoành thánh. Mua hoành thánh, ừ, trong tình huống sinh tử này, anh lại đi mua hoành thánh. Việc đói bụng mới là quan trọng nhất, anh không thể để vợ anh đói được, đúng không? Dù trời cao đất rộng, vợ anh ăn cơm là nhất. Anh có bệnh à? Sau này nếu anh còn như thế này, em sẽ phạt anh. Phạt anh một tháng không cho lên giường, đội trưởng. Anh thật sự không sao à? Đội trưởng không sao. Cậu từ đâu đến thế? Địa ngục ư? Cái gì địa ngục? Hủ tiếu Á Ẩm, nổi tiếng nhất thành phố Giang. Muốn ăn một cái không? Đại hạ có người như cậu, thanh niên tài tuấn, chắc chắn quốc vận sẽ dài lâu. Tôi có thể yên tâm rồi. Quốc chủ. Thành công và thất bại. Quốc chủ đại nhân, ngài hãy ra tay đi. Thôi, ngươi đi gác biên cương. Suốt đời không được trở về kinh. Chuyện này hãy để nó qua đi. Làm người cầm quyền không thể lòng mềm yếu. Ta cả đời binh đao, giành giật cơ nghiệp vẻ vang trong ngày. Cuối cùng ta lại giúp ngài một tay nữa. Tiểu Long. Trên triều đình ngày nào cũng tranh đấu kịch liệt. Ta mệt mỏi rồi. Long Vương, giữ gìn biên giới, hy sinh cho đất nước. Hãy chôn cất tử tế. Sức mạnh thần kỳ của ta, cuối cùng cũng luyện thành, Tô Thanh Đao. Vương Tường. Và những người khác, tôi sẽ khiến các người, muốn sống không được, muốn chết không xong.
tổng, gần đây công ty có quá nhiều xưởng cơ bản đã ngừng sản xuất. Tôi đã chú ý, gần đây tất cả bệnh viện ở Giang Thành, quá nhiều người ốm thật là lạ. Chị ơi, chị về nhanh đi, ba mẹ thế nào rồi? Căn bệnh lạ đang lan truyền gần đây, chị mau về đi, chị sẽ đến ngay. Chị đến rồi, ba mẹ thế nào rồi? Đã hỏi bác sĩ chưa? Bác sĩ đã khám rồi, nhưng căn bệnh này, họ cũng chưa từng thấy. Chị truyền dịch dinh dưỡng cho ba mẹ, rồi cứ để mặc số phận, phải làm sao bây giờ? Đừng lo, chị sẽ tìm cách. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Cuối cùng cũng qua khỏi. Mẹ, mẹ uống cái gì vậy? Nước phép mua ở ngoài đường. Căn bệnh này không có thuốc nào chữa được, chỉ có nước phép này. Uống xong cảm thấy đỡ hơn một chút. Cái gì, nước phép? Làm sao mẹ có thể tin những người thầy bói đường phố đó chứ? Những thứ đó đều là lừa đảo. Làm sao lại là lừa đảo được? Căn bệnh này nằm trên người tôi, dù nước phép này có ích hay không, có hiệu quả hay không, tôi làm sao không biết được. Anh Giao, đừng nghĩ rằng chúng tôi những người già này đều là phong kiến cũ. Văn hóa truyền thống của chúng tôi rộng lớn và sâu sắc, những thứ này đều là thứ làm hại người. Đưa cho ba, ba, những thứ có nguồn gốc không rõ ràng này, cho ba uống, chỉ là làm hại ba. Con gái bất hiếu này, con muốn giết chết cha đẻ của mình à? Thanh Giao, nhanh, trả lại cho ba con, căn bệnh này cực kỳ khó chịu khi nó bùng phát, không có nước phép này, không thể sống, không được. Ba ba chỉ, cho ba uống nước phép đi, nhanh đi. Sống lại rồi. Tô Thanh Giao, con có biết không, con suýt nữa đã giết chết ba con. Chồng, ba mẹ em bị ốm, em muốn anh giúp em kiểm tra một việc. Cái gì? Phù thủy, em tự chăm sóc bản thân nhé, chuyện này cứ để anh lo. Nhanh lên, đừng có nhìn chỗ này chỗ kia. Quỳ xuống. Chuyện gì thế này, đội trưởng, người này bán giấy phù trong khu nhà máy, bị lão Đinh bắt gặp, giấy phù, đưa đây, bắt được người và tang vật. Giấy phù này, thực sự chứa đựng linh lực. Giấy phù này từ đâu ra? Đây chỉ là tôi vẽ ra mà thôi, tôi hỏi anh một lần nữa, giấy phù này từ đâu ra? Ngươi nói hay không nói? Được được, tôi sẽ nói. Tôi có, từ tay một người bí ẩn. Người bí ẩn? Anh ta trông như thế nào, tôi cũng không biết, nhưng mỗi lần giao dịch, đều là vào lúc 12 giờ đêm, tôi đặt tiền vào, thùng rác thứ tư ở ngã tư đường Trung Hoa. Sau đó lúc 6 giờ sáng tôi quay lại, tấm bùa sẽ ở trong đó. Cái dáng vẻ lén lút này, nhìn vào là biết không phải là thứ tốt. Tấm bùa này, giá bao nhiêu? Tấm bùa này, mua vào 5.000, tôi bán 1 vạn, cái gì? 1 vạn. Người thật xấu xa. Các người không hiểu. Những tờ giấy này đối với căn bệnh đang lưu hành những ngày này có hiệu quả kỳ diệu. Nhiều người tranh nhau mua. Một tờ, tôi chỉ kiếm được 5.000. Đó là giá hữu nghị. Đưa thằng nhóc này đến đội thi hành luật. Sau đó thông báo cho các đồng đội cũ. Có việc làm rồi, đi thôi. Đội trưởng, đó là thùng rác phía trước, đừng nóng vội. Cá sẽ cắn câu thôi. Hành động. Tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là bạn cũ. Bây giờ còn làm đến mức này, làm những chuyện trộm gà trộm chó. Thật là mất mặt. Long Vương đã qua đời. Long Vương Điện cũng tan rã. Tôi trong một đêm, từ được vạn người kính trọng, trở thành vạn người khinh bỉ. Vương tưởng, tất cả đều vì ngươi. Ta, Thanh Long không đội trời chung với ngươi. Vậy nên, ngươi dùng những tờ giấy phép này, để hại người. Long Vương đại nhân chết trên chiến trường. Tôi muốn nơi này, mọi người đều phải chết theo. Thanh Long.
Nếu ngươi dám công khai tìm ta để báo thù, ta sẽ kính trọng anh là một người đàn ông, nhưng ngươi lại làm những chuyện đằng sau lưng, gây họa cho bá tánh ở Giang Thành, thật là mất mặt Long Thần Điện. Vương Tưởng, ngươi có thời gian, ở đây mắng ta, đi thì hơn không bằng quan tâm tới vợ ngươi ấy. Ngươi muốn chết? Nếu ngươi dám động vào Thanh Giao, tôi đảm bảo ngươi sẽ hối hận. Vương Tưởng, ta sẽ khiến mỗi người bên cạnh ngươi, một người chết trước mặt ngươi. Đội trưởng Vương, Tô Tổng bất ngờ bị ngất. Đội trưởng Vương, anh đã đến rồi. Tô Tổng, cô ấy thế nào? Tô Tổng đã nhận được thông báo nguy kịch. Bác sĩ nói, có lẽ không qua khỏi đêm nay. Cái gì? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói Tô Tổng mắc bệnh lạ gần đây lan truyền ở Giang Thành. Loại bệnh quái dị và rất nghiêm trọng. Họ cũng không có cách. Thanh Giao hàng ngày ở bên tôi, lẽ ra phải không mắc bệnh gì mới phải. Cô ấy chắc chắn là bị người ta đầu độc. Giao Giao, bố mẹ đến thăm con rồi. Giao Giao, mẹ mang thuốc đến cho con, uống vào sẽ sớm khỏe lại. Cái này không thể uống. Vương Tưởng, ngươi im miệng lại. Bình thường ngươi toàn làm những trò vớ vẩn. Cũng thôi đi, bây giờ Giao Giao đang nguy kịch, chỉ có nước này mới cứu được mạng cô ấy. Ngươi không cho cô ấy uống, ngươi muốn giết cô ấy à? Ngươi cái thằng bảo vệ nhỏ, ngươi biết cái gì? Chúng tôi bị bệnh lâu ngày thành thầy thuốc, đã sớm biết cái lợi của nước này. Nếu không có nước này, ta đã sớm chết rồi. Ta thấy ngươi chỉ là muốn mong chị ta chết sớm ta, và sau đó chờ đợi chia tài sản. Cái nước phép này chỉ có thể tạm thời giảm nhẹ các triệu chứng của các người. Chẳng lẽ các người không phát hiện căn bệnh của các người, tần suất tái phát gần đây càng ngày càng cao sao? Đừng ở đây mà làm loạn. Đúng vậy, tôi thấy ngươi chỉ là không muốn tiêu tiền mua nước phép cho Thanh Giao. Các người đã uống quá nhiều nước phép. E rằng chỉ còn 3 ngày sống nữa thôi. Vương Tưởng, ngươi đang dọa ai đấy? Cơ thể của ta, lẽ nào không hiểu rõ hơn ngươi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã uống nước phép 3 ngày, cơ thể càng ngày càng tốt lên, ước tính thêm 3 ngày nữa, cơ thể chúng ta sẽ hồi phục. Nhìn các người bây giờ tôi thấy, bệnh đã nặng lắm rồi, thần tiên cũng không cứu nổi, tôi không thể để các người hại Giao Giao. Người đâu? Hiến khách! Các người làm gì vậy? Chị tôi, nếu chết thì sao? Tôi có cách cứu cô ấy. Tạm thời tôi đã dùng linh lực bảo vệ mạch tim của cô ấy, không để cho độc khí tấn công tim. Nhưng nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, vẫn cần phải từ từ. Đội trưởng, tôi từng cứu mạng Y Tiên cùng thời trên một lần, anh ấy từng hứa sẽ báo đáp tôi. Tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay, bảo anh ấy đến Giang Thành ngay để chữa bệnh cho Tô Tổng. Lúc đó ở Lâm Gia, tôi đã nên trực tiếp bẻ gãy cổ con Thanh Long. Thanh Long, loại độc này cực kỳ bá đạo, rất khó kiểm soát. Thanh Long loại kém cỏi ấy, làm sao kiểm soát được? Không phải Thanh Long thì còn ai? Bạch Hổ, chắc anh ta càng không có năng lực đó. Dù là ai, lần này tôi nhất định sẽ tiêu diệt tận gốc. Đội trưởng Vương, bác sĩ Thần Kỳ đã đến. Bác sĩ Thần Kỳ, lần này lại phải làm phiền anh nhiều. Đội trưởng Vương, Trần Lão là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trên đời này lại có loại độc dữ dội như vậy. Lão Phu hành nghề nửa đời người, cũng là lần đầu tiên thấy. Có cách nào không, với loại độc dữ dội như vậy, tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thanh Giao, em tỉnh rồi, chồng à, có chuyện gì xảy ra, tại sao em lại ở đây? Không sao, em sẽ sớm khỏe lại. Cứ yên tâm nghỉ ngơi, có anh ở đây. Tình trạng bệnh của vợ tôi thế nào rồi? Bà chủ bị độc quá nặng, tôi bất lực, tối đa cũng chỉ có thể đảm bảo kìm hãm bệnh tình, nếu không tìm được giải dược, vẫn là không thể cứu chữa. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy gặp chuyện. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Ba mẹ thế nào rồi? Sắp không xong rồi.
Nớ chỉ dậy. Em cứ nằm yên, đừng cử động. Anh sẽ thay em đi thăm bố mẹ vợ. Đừng lo, không sao đâu. Y Tiên, làm phiền anh đi xem một người nữa. Ngài là Y Tiên. Nhanh, đi với tôi. Y Tiên, tôi, bố mẹ tôi đã hôn mê một đêm rồi. Bây giờ hơi thở càng ngày càng yếu. Tôi lo lắng, họ có thể không? Kỳ lạ. Họ rõ ràng không bị độc nặng. Tại sao bệnh phát triển nhanh như vậy? Có lẽ liên quan đến vật này. Bùa chú gọi hồn xác sống. Phòng bệnh, làm sao có thể có vật xấu xa như vậy? Cái này, là mẹ tôi mua từ tay thầy bói. Trên đường lớn, mỗi lần họ bị bệnh, chỉ cần uống một ngụm nước bùa này, lập tức sẽ thấy đỡ hơn. Rõ ràng là thứ tốt. Tại sao lại là, ngốc nghếch tới cực điểm? Thật là nực cười, đây chính là bùa chú gọi hồn xác sống. Cao thủ võ lâm, uống nó vào, đều bị bệnh nặng, huống hồ là hai bệnh nhân này. Nhưng mà, họ chỉ cần uống nước phép, triệu chứng thực sự đã nhẹ đi rồi. Đây là phù thúc mệnh tam thi, dùng để tiêu hao năng lượng sống của họ. Tiêu hao cuộc sống. Anh, những gì anh nói trước đây là đúng. Bây giờ kết quả này là do họ tự gây ra cho mình. Vương Tưởng, không, anh rể. Tôi xin anh cứu giúp bố mẹ tôi. Cứu họ đi. Cậu đứng dậy đi, tôi biết. Trước kia, chúng tôi không đối xử tốt với anh, thỉnh thoảng lại tìm chuyện với anh. Anh đánh tôi mắng tôi cũng được, miễn là anh thấy thoải mái. Nhưng tôi xin anh, vì phần của chị tôi, hãy cứu họ. Cậu đứng dậy đã. Anh rể, tôi biết tôi chỉ là một tên phế vật. Tôi ăn bám, tôi sống phóng đãng, tôi lợi dụng quyền lực để bắt nạt người khác. Tôi không phải là một người tốt. Nhưng mà, họ là bố mẹ tôi, là bố mẹ của tôi. Cậu đứng dậy đã, tôi không nói là không cứu. Anh rể, bây giờ tôi nghĩ về những gì đã qua. Những việc tôi đã làm trước đây. Tôi không xứng đáng nói những lời này với anh, nhưng tôi biết, anh nhất định có cách, ân đức lớn lao của anh. Tôi sẽ dùng cả đời để báo đáp. Mẹ. Đừng gọi nữa. Tôi chỉ tạm thời bảo vệ được huyệt đạo tim của họ. Họ đã bị độc hại tận phổi, tạm thời không thể tỉnh lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Bắt được kẻ đứng sau việc đầu độc, tìm ra giải dược. Được, tôi sẽ nghe theo anh. Anh rể, anh cứ đi. Chị tôi chỗ đó, có tôi chăm sóc. Anh cứ yên tâm. Tạo nghiệp a. Cuối cùng là ai, như vậy là quá tàn nhẫn, chẳng lẽ muốn giết hết Giang Thành, vài triệu người, đây là mối thù sâu đậm như thế nào? Ông xem, vấn đề nằm ở đâu? Nguồn nước, chắc chắn là nguồn nước. Được. Tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu ngay. Đội bảo vệ. Tập hợp. Mạnh Tử. Thầy, thật sự là quá khát rồi. Xin thầy đưa cho thầy một ngụm nước để uống. Sư phụ, người đã lẩm cẩm rồi. Ở đây nhiều nước thế này, người có thể uống tùy ý. Mạnh Tử, thầy đã già, nhưng thầy không phải khờ đâu. Nước ở đây đều bị ngươi đầu độc, đừng nói là uống một ngụm. Chỉ liếm một cái lưỡi cũng chắc chắn phải chết. Quả nhiên là thầy giỏi trò giỏi. Tôi có thể luyện được công phu độc cũng nhờ có sư phụ, một phần công lao đấy. Vì vậy, cứ để tôi uống một ngụm đi. Lâm Mạng, tôi nhận cậu làm đệ tử, chăm sóc tận tình. Bây giờ, công phu của cậu đại thành, lại báo ân bằng oán. Công phu đại thành. Ông nói đến chính là cái này. Nếu như ông ngày đó không bỏ tôi, tôi cũng sẽ không bị gã kia tập kích. Tôi trở nên như thế này đều tại ông. Tất cả những điều này đều là lỗi của ngươi. Chết đi. Tôi muốn
tất cả mọi người ở toàn Giang Thành phải chôn cùng tôi. Ngươi cứ mơ tưởng đi. Lâm Mạng, quả nhiên là ngươi, Vương Tưởng. Và bốn lão già. Tốt. Tất cả đã tụ họp, dù sao ngươi cũng là người, sinh ra và lớn lên ở Giang Thành, làm sao ngươi có thể nỡ tay với bà con làng xóm của mình. Chỉ là bọn dân thường mà thôi, dù họ có chết đi chăng nữa, cũng không dập tắt được lửa giận trong lòng ta. Vì ngươi quá quan tâm đến mạng sống của họ, ta sẽ làm cho họ chết nhanh hơn một chút. Đuổi theo. Dừng tay. Vương Tưởng, hôm nay 3 triệu người ở Giang Thành, tất cả sẽ chết trước mặt ngươi, tâm địa độc ác. Đội trưởng, người này là kẻ thua cuộc dưới tay tôi sẽ đi giải quyết hắn. Lão Dư, không ngờ ngươi lại muốn chết như vậy, hôm nay ta sẽ vì phái Thanh Thành mà thanh lý. Tốt, tôi sẽ thành toàn cho ngươi. Lão Dư, sơ suất rồi, ta không ngờ rằng người này vài ngày không gặp lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Kỹ năng độc của ta đã luyện đến mức hoàn mỹ, bây giờ không ai là đối thủ của ta nữa, không ai sánh kịp ta nữa. Nhìn kia, mặt mày xấu xí như gấu, chắc cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nói đúng đấy, Lão Dư, chỉ là không may mắn mà thôi, mặt đầy mụn nhọt, chỉ có Lão Dư mới không chê ngươi, nếu là tôi, sớm đã nôn mất rồi. Các ngươi muốn chết. Không ngờ ngươi, một bảo vệ nhỏ, lại có vài kỹ năng, chỉ tiếc là bộ quần áo này của ta, sau này không mặc được nữa, ngươi nói nhiều quá. Thế này nhé, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Không tốt. Đội trưởng. Không sao. Thanh Giao, chồng. Anh rể, họ quá đông người, tôi không đánh lại được. Đây không phải người ngươi quan tâm nhất sao? Ta sẽ làm họ từng người một. Chết trước mặt ngươi, muốn chết, những lời ngươi nói bây giờ, còn có thể làm ta sợ hãi sao? Kể cả đội bảo vệ của ngươi, bây giờ ta giết các người như giết chó. Các người chẳng bằng một con chó. Lão Dư, tôi ổn lắm, chẳng có chuyện gì cả. Hắn chỉ là một con bọ chét, suýt chết vì mùi hắn. Thật sự quá hôi, giá mà chúng ta đeo khẩu trang khi đến đây. Nói đúng lắm, Lão Dư, tôi bị mùi hôi làm cho nôn, không phải bị đánh mà nôn. Các người mấy tên già kia chết đến nơi rồi còn cứng đầu, bây giờ Lâm Thiếu luyện thành đại công, so với Long Vương ngày xưa cũng không kém cạnh, chỉ mấy người này còn dám cứng đầu, ánh sáng đom đóm, dám tranh sáng cùng mặt trời và mặt trăng. Ta khinh, tôi sẽ từng người một, từ từ hạ gục họ. Đúng rồi, và còn người này nữa, người quan trọng nhất của ngươi. Ngươi làm gì vậy? Tổng, đội trưởng, anh không sao chứ? Đội trưởng, anh không sao chứ? Tên khốn, lại dùng mưu mẹo à? Bảo vệ nhỏ, kể từ khi ngươi xuất quan, ngươi đã đánh bại cả Long Vương. Hôm nay có vẻ, ngươi cũng không có gì là quá xuất sắc. Mùi khó chịu này, chắc chắn là do ngươi tạo ra. Ngươi không cần phải khoe khoang nữa. Bị độc như thế này, chắc chắn ngươi sẽ chết. Ngươi nên nghĩ về lời di ngôn của mình đi. Ngươi không nghĩ rằng chỉ với những mánh khóe này, có thể giết chết ta chứ? Độc dược do chính ta luyện chế. Ta biết rất rõ, Lâm Mạng, ngươi không biết gì về sức mạnh của ta. Không thể nào, ngươi đã bị ta đầu độc, tại sao ngươi vẫn có sức mạnh thế? Ta đã nói, ngươi không biết gì về sức mạnh của ta. Không thể nào, ta bị vạn trùng cắn xé, trải qua chín chết một sống, mới luyện được một thần công. Ngươi chỉ là một bảo vệ nhỏ, tại sao ngươi lại mạnh hơn ta? Ngươi làm ác nhiều, không xứng làm người. Chết đi, chờ đã. Độc của Giang Thành, chỉ có ta mới có thể giải. Độc của ta không có giải dược, chỉ có ta sử dụng công pháp mới có thể giải. Ngươi muốn giết tôi, những người đó sẽ chết. Tô Thanh Giao sẽ chết, bách dân của Giang Thành sẽ chết. Vậy bạn hãy giải độc cho mọi người ngay bây giờ, ngay lập tức.
Vương Tường, ngươi còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi trước đây không? Ta đã từng nói với ngươi, trong thế giới này, tại sao người tốt không thắng được kẻ xấu? Đó là bởi vì các ngươi, quá nhiều điều phải suy nghĩ, quá nhiều điểm yếu. Giải độc cho người dân Giang Thành là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi không nhầm chứ, quyền chủ động nằm trong tay ta. Ta bây giờ ra lệnh cho ngươi, tự hủy bỏ võ công. Dù sao ngươi cũng không dám giết ta. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Ngươi giết tôi, toàn bộ người dân trong thành sẽ chết cùng ta, ngươi dám không? Ta giết ngươi. Ta có cách riêng của mình để giải độc. Thượng úy Vương, xin tha mạng. Họ ép chúng tôi làm vậy. Xin tha cho chúng tôi. Các người đi ngay bây giờ. Đi tự thú với đội thi hành pháp luật. Nếu dám trốn trên đường đi, ta sẽ không tha cho các người. Vâng, vâng, chúng tôi đi ngay bây giờ. Good. Thanh Giao. Chồng, anh là anh hùng của em. Thật không may. Có vẻ như em không thể già đi cùng anh. Thanh Giao, hãy yên tâm. Anh có thể chữa được độc cho người em. Em biết rõ cơ thể mình. Đừng buồn. Cuộc đời em tuy ngắn ngủi, nhưng em đã gặp được anh. Anh phải nhớ, em sẽ mãi mãi yêu anh. Em không phải luôn tò mò tại sao những cao thủ võ lâm trên giang hồ lại sẵn lòng tham gia đội bảo vệ của anh làm dưới trướng của anh? Tại sao vậy? Bởi vì anh sinh ra đã là thể linh. Chỉ cần ở bên cạnh anh tu luyện là có thể đạt được gấp đôi hiệu quả. Em đã nghĩ mà, nhà bảo vệ của chúng ta sao lại lợi hại vậy? Vì vậy, anh sẽ không để em gặp chuyện gì. Anh định làm gì? Đội trưởng, không thể nào, nếu anh để toàn bộ linh khí tan biến, hòa tan những chất độc đó, nhân dân thành phố Giang sẽ được cứu, nhưng mạng của anh sẽ mất. Đúng vậy đội trưởng, chúng tôi mấy người già này đã sống đủ lâu rồi, nhưng anh còn trẻ trung. Những gì họ nói là ý gì? Tô Tổng, cái gọi là tan rã chính là tự bạo, nó là bị nghiền nát thành bột, không còn xác chết. Tô Tổng, cô hãy khuyên ngăn đội trưởng đi. Không được, Vương Tưởng. Không được. Em không muốn anh giải độc cho em. Em muốn anh sống tốt. Thanh Giao, anh lớn lên bằng cơm của hàng trăm nhà ở Thành Giang. Anh coi dân chúng Thành Giang, mỗi người họ như gia đình của mình. Vì vậy, anh không thể nhìn họ chết mà không làm gì. Đừng. Bốn vị tiền bối, tôi, Vương Tưởng. Những năm qua, nhờ có sự chăm sóc của các người, tuổi trẻ không biết nhiều, có nhiều việc làm không đúng, mong được các người bao dung nhiều hơn. Sau khi tôi giải tán công lực, Thanh Giao, xin nhờ các người. Các người hãy tiếp tục ở lại Tô gia, giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng để người ngoài bắt nạt cô ấy. Đội trưởng, lời anh nói thật sự làm chúng tôi rất xúc động. Còn Lão Dư, sau này đừng nói chuyện tục tĩu nữa. Đừng cứ chửi bới hoài. Được không? Được, đội trưởng. Lão Ninh, sau này đừng đi massage chân nữa. Tiết kiệm tiền đi, anh, một kẻ độc thân, già rồi sẽ không có ai chăm sóc đâu. Lão Hà, vào mùa hè, trên lớp băng giá của anh còn hiệu quả hơn điều hòa, rất tốt. Lão Trần, anh để dành nhiều tiền như vậy, không làm gì cũng nên mời mọi người ăn một bữa. Đừng keo kiệt như vậy. Đội trưởng, tôi không nỡ rời xa anh đâu. Đội trưởng, anh sắp đi rồi à? Đội bảo vệ của chúng ta sẽ tan rã mất. Đừng khóc. Đừng để đội bảo vệ của chúng ta bị người ta cười chê. Thanh Giao, anh đã dùng tất cả may mắn của mình để gặp được em. Đó là điều hạnh phúc nhất trong đời anh. Là em trong đêm tối, vì anh đã thắp lên một tia sáng. Những lời thề nguyền tại đám cưới, có lẽ hôm nay sẽ phải nuốt lời. Vậy thì để anh bảo vệ em một lần nữa. Không cần.
Vương Tưởng, đội trưởng. Vương Tưởng, đội trưởng. Quang Xiang, đội trưởng. Vương Tưởng. Vương Tưởng, đội trưởng. Vương Tưởng, đội trưởng. Vương Tưởng, đội trưởng. Chào mừng các bạn đến với thành phố Giang của chúng tôi. Nói đến, thành phố Giang của chúng tôi có bốn vẻ đẹp, đẹp về núi, đẹp về nước, đẹp về vật phẩm, đẹp về người. Và còn có bốn điều tuyệt vời, hoa tuyệt, chim tuyệt, thơ tuyệt, họa tuyệt. Nhưng nếu nói đến cái lịch sử nhất, các bạn biết là cái gì không? Nghe nói chủ nhân mới của thành phố Giang, Trương Mạn Y, tài năng hơn người, yêu dân như con, dù là phụ nữ, nhưng cô ấy nắm giữ quyền lực, mang lại phước lành cho dân chúng. Có thể được gọi là một huyền thoại, Trương gia chủ xuất thân từ gia đình danh giá, không thiên vị, thực sự được mọi người khen ngợi, nếu 20 năm nữa, có thể được gọi là huyền thoại, nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Nghe nói ở thành Giang có một đại ca, tên là Quách Trương. Người này từng là hoàng đế ngầm của ba tỉnh phía Đông Nam, chưa từng có đối thủ, nhưng một năm trước đã rút lui một cách dũng cảm, tiêu sạch tài sản, từ đó biến mất không dấu vết, không biết tung tích, như vậy có thể được gọi là huyền thoại. Quách Trương không tham tiền, không luyến quyền, hiểu rõ nguyên lý, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Cuộc đời viên mãn, đã thực sự hiểu rõ và tỉnh ngộ. Thực sự đáng để người ta khâm phục, nhưng trong những năm tháng đầu đời, ông ta luôn muốn mạnh mẽ và đấu tranh. Cũng đã từng làm tổn thương không biết bao nhiêu người. Có điểm này làm ô uế, khó có thể lại được gọi là huyền thoại. Tôi biết một người, cũng là dân của Giang Thành, chắc chắn có thể được gọi là huyền thoại. Vị Long Vương mới của Long Thần Điện, cựu quốc sư, Trương Chiến, người này xuất thân từ thấp kém, lẫn lộn trong dân gian, tu luyện thành một thân võ công tuyệt thế, sau đó được quốc chủ đánh giá cao, thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng, với những trải nghiệm như vậy, chắc chắn có thể được gọi là huyền thoại. Không, không phải vậy. Quý khách đã hiểu lầm rồi, Trương Đại Nhân đến Giang Thành sau khi nhập gia tộc, không phải là người bản xứ của Giang Thành, và không thể gọi ông ấy là huyền thoại, ông ấy cũng không thể được gọi là huyền thoại. Lão tiên sinh, điều này cũng không phải. Xin đừng giữ bí mật nữa. Hãy nhanh chóng nói cho chúng tôi biết. Nếu nói về huyền thoại số 1 của Giang Thành, phải nói đến nhà họ Tô của Giang Thành. Đó là vị đội trưởng bảo vệ bí ẩn. Gì cơ? Chính là đội trưởng bảo vệ đó. Các vị, đừng vì nghe thấy hai chữ bảo vệ mà xem thường người đó. Chính vị đại nhân này, khi âm mưu cùng với Long Vương, nâng đỡ đại hạ khi nó sắp đổ, kìm cơn sóng dữ khi nó đã tràn, và trong thời kỳ dịch bệnh ở phía Nam, cứu dân khỏi hoạn nạn. Như vậy mới có thể gọi là huyền thoại của thời đại. Người anh hùng như thế, bây giờ ở đâu, có thể giới thiệu một vài người không? Nhưng mà, tôi nghe nói, anh ấy để cứu người dân ở Giang Thành, đã tự nổ để hy sinh. Cái gì, thật có chuyện này sao? Lão tiên sinh, điều này có thật không? Cái này à? Bí mật không thể tiết lộ. Chào Tô Tổng, chơi vui vẻ nhé. Chào anh, đội trưởng bảo vệ của tôi,